Vâng, xin chào tất cả quý vị thính giả cùng các bạn. Như thường lệ thì hôm nay chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ Thái Bình. Alo Thái Bình đâu ạ? Alo, Thái Bình đây ạ. Dạ vâng, chào chị. Câu hỏi của Vâng, chị là gì vậy? chào chương trình, chào bác sĩ. Câu Vâng. hỏi của tôi muốn là nhờ chương trình mình nhờ bác sĩ tư vấn giúp là tôi thì bị bệnh thoái hóa cột sống, thế là chữa ông thầy thuốc vườn, thế là bây giờ chữa xong là ông bắt đầu ông ấy dở hành động ra thì không, ấy là bệnh gì ông chuyển cho tôi thì không biết, thế là hai tháng gần 3 tháng này rồi, như thế là tôi đi sau sau cái chuyện đấy ông ấy dở hành động xấu ra thì tôi đi đi siêu thì gọi là đi đi đi, đi kiểm tra máu đấy, xét nghiệm máu thì bác sĩ ở bệnh viện họ bảo là phải nếu mà bị HIV thì là phải 9 tháng sau, 6 tháng qua 6 tháng thì mới xét nghiệm được. Thế thì về thì là vẫn bình thường, thế xong họ vệ sinh cho, thế là ông ấy đâm cho 2 nhát, em tay ông đâm 2 nhát vào vùng sâu thì là vào vùng kín nhà nó có chảy máu, nên là họ vệ sinh cho, thế là đến vì là về thì nó mới đỡ đỡ, nhưng mà tôi vẫn rửa, họ bán thuốc cho rửa thì rửa xong là nó không khỏi, nó cứ dần dần nó rát ra, xong rồi thì là bây giờ là hiện bây giờ là cái hậu môn này nó cứ hơi răn rát ấy, với lại cái cửa tử cung là nó không bình thường, hỏi bác sĩ xem là cái bệnh đó là bệnh gì ạ, bác Chị sĩ biết thì bác sĩ tư vấn giúp, và cái bệnh đó có lây không. năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Năm nay 65, năm nay tuổi 65 nhỉ. Dạ vâng, cách đây bao lâu là chị đi khám đó? Hôm đúng mùng 1 tháng 11 thì là ông ấy dở trò, đến là đến mùng 9 tháng 11 tôi đi khám, tháng 11 âm ấy ạ. Ông ấy giở trò bằng cách nào? Ông ấy đại khái là ông ấy lấy tình dục đấy, ông ấy lấy tình dục xong bắt đầu không được, bắt đầu mình mặc ấy quần bình thường đi này, là ông ấy lấy hai tay ông ấy thọc vào cái vùng kín vòng sâu và sâu vào trong ấy. Tóm lại ông chỉ dùng tay thôi, chứ ông không đưa cái bộ phận sinh dục của ông ấy vào của chị đúng không? Đưa nhưng mà không đưa được, dương vật không vào nhưng mà vẫn cứ ấy chị như thế, nhưng mà Tóm lại quanh là cũng ông ấy không quan hệ được với chị mà chỉ dùng bằng tay thôi đúng không? có cũng là quan hệ, nhưng mà cái kiểu nó không vào trong, nó vào không vào âm đạo của mình, đại khái anh chị là bên ngoài ấy, thế là được, nó đổ bệnh cho thế là bây giờ là rất Không quan tốt, hệ được thành công thì làm sao mà đổ bệnh được cho chị? không nhưng mà nó không vào được, nó không vào được thì ông bảo tôi là kéo nó vào, nhưng tôi không kéo, tôi nói tôi phản hồn tôi hết hồn, nhưng mà tôi không kéo, thế là tôi chẳng cái gì, thế là Mà nó tại vì sao đang là thoái hóa cột sống ấy, thì ra mà bắt tụt quần ra mà để quan hệ được, thì cũng đồng ý. đã bảo là chữa xong rồi, xong nó bắt làm ra tôi không làm, bắt làm ra tôi không làm, xong bắt đầu nó cố tình nó Ôi bị trời cưỡng ép ơi, thế ấy. bà 65 tuổi mà bà non nớt như thế thì... Tôi đã thấy bác sĩ là tôi bị diễm thị xong rồi thì lại nuôi mẹ già 89 tuổi, thế là nhà không có ai ở nhà, Chị có chồng con gì không? không À, tức là từ trước không trước nay chưa lấy chồng bao giờ à? không không Ôi có trời. chồng con, phải nuôi mẹ già, tao vừa bị diễm thị thì mù mắt thì còn ai cho lấy, thế xong mà với nuôi mẹ già ở nhà, thế là độc mẹ già trên nhà, thế Ôi. nó bây giờ cho Ông ấy bao nhiêu tuổi? thằng trai ấy, nó sơn tôi 1 tuổi Ôi thế à? Có trông nhìn to cao là mù mắt thì còn nhìn đâu mà to cao nữa. không? Thôi anh Khổ. Thành, ban ơi cho tôi gặp bác sĩ đi. Tôi phải khai thác hết tất cả những cái thắc mắc của chị thì các chuyên gia chúng tôi mới hiểu được vấn đề mà chị muốn Vâng. nhá. Vâng. Chị Hoàng Mày Thúy chữa Hải gì sẽ bác một bác cơm. chị Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với chị. Vâng. Chị ơi, trước tiên tôi Dạ. muốn hỏi chị là nếu câu chuyện này được phát ở trên sóng thì có được không chị? Không thì đại khái bác sĩ rồi. Tôi thì nói thật với bác sĩ này này. Nói thật với bác sĩ là bây giờ thì bệnh tật ở trong người đó, cái kể là nó không bình thường, cái âm đạo đấy, ở cái cửa tử cung đấy nó cứ thế nào ấy, thế là đi khám thì thử máu thì thử họ bảo chưa, nếu HIV thì thử máu thì là không được, thì qua 6 tháng thì thử hỏi qua chương trình, thế là thì là tôi thì là như bác sĩ bảo là chùi màu gà hay là hoặc là cái gì mạ giang mai gì thì lậu gì đấy, thì là bác sĩ biết thì bác sĩ tư vấn giúp để tôi đi tôi khám ạ. Tôi phải hỏi lại chị một lần nữa là nếu câu chuyện này được phát ở trên sóng ấy, tất cả mọi người đều nghe thấy thì chị có bị ảnh hưởng gì không? Bác sĩ giúp tôi nói chuyện đây cho tôi tí để cho tôi lấy. Vâng. Tôi cũng nghe câu chuyện của chị với anh Thành Văn rồi. Thật sự Vâng. là tôi rất là thông cảm với chị. Vâng. Chị đã rất là thiệt thòi, đúng không ạ? Mắt thì lại bị tức là bị từ bé hả chị? Tại phải đến năm 31 tuổi là bị tai họa đấy. Đại khái là À. 31 tuổi là cứ đi, vẫn đi chợ đi buôn đường từ từ, thế là dần dần nó cứ mờ dần đi, thế là đi Vâng ạ. chữa việc buôn 2 tháng không khỏi, không nên Hà Nội vợ bảo là việc buôn là bảo là viêm võng mạc, viêm đáy mắt, À, thoái hóa võng mạc.
Vâng, thế bây mà giờ thế thì là chị đang phải nuôi mẹ à? đang nuôi mẹ 89 tuổi ăn trên đầu giường, nhớ cuối giường chưa kìa bác sĩ kìa. À, thế thì cuộc sống thì có ai hỗ trợ cho chị không ạ? Đại khái là nói cho bác sĩ thông cảm thì thôi, thì bác sĩ tư vấn giúp chứ còn toàn nhờ vào đồng trợ cấp của xã hội ạ. À thế ạ, cả hai mẹ con đúng không ạ? Vâng, Vâng, thế mẹ thì thì vất vả quá tai chị biến. nhỉ? Vâng, bà thì lại tai biến. Bà Vâng. 89, 90 rồi mà lại tai biến. Thế là con thì mắt chả nhìn thấy gì. Phục vụ mình còn khó, tự mình đã khó rồi lại còn phục vụ thêm cả mẹ nữa đúng không? Vâng. Và hoàn toàn không có một cái nguồn thu nhập nào để mà có thể nuôi sống được. Thì sống bằng cái trợ cấp của xã hội thì nó cũng rất là ít chị nhỉ? Nhưng mà Thành ra cuộc sống cũng rất là vất vả. sắp thì phải ít nhau. Vâng. Vâng. Thôi vấn đề chính của chị bây giờ đang rất là lo về sức khỏe đúng không Vâng. ạ? Ừ. Thực ra thì anh Văn anh ấy ban nãy anh ấy cũng có nói thế thôi nhưng mà tôi nghĩ rằng chị hoàn toàn rất là yếu thế trước nhiều người khác trong đấy có cả bác sĩ. Nhất là khi bác sĩ là cái người khám cho mình xong rồi là mình lại lại mắt mình lại không nhìn rõ như thế cho nên là người ta rất chị rất dễ bị lạm dụng. Điều đấy hoàn toàn có thể xảy ra mà. Chỉ có điều là bác sĩ thì tôi cũng không hiểu tại sao mà ông ấy lại có thể lạm dụng một bà 65 Cái thằng tuổi này, cái nữa. ông này, ông ấy thầy thuốc ở vườn, nhưng mà bác sĩ ông ấy thầy thuốc vườn không phải là bác sĩ. À thế ạ, vâng đấy. Vâng, Mình lại thuốc cũng vườn không nó có thì nó nhiều quá lá. tiền thành ra là mình. Thế thì chị có bảo hiểm y tế không ạ? Có ạ. Vâng, thế lần sau chị sử dụng bảo hiểm y tế, nói con cháu hoặc người thân đưa đến bệnh viện khám cho đàng hoàng chị nhé. Rồi là sẽ xem là bệnh tật nó như thế nào rồi người ta sẽ điều trị cho mình. Mình có bảo hiểm y tế, mình có những cái giấy xác nhận là người nghèo chẳng hạn, ví dụ như thế thì sẽ có những cái nhà nước người ta sẽ hỗ trợ cho mình mà. Mình Nhưng đừng mà có ngại hay là mình đừng có lo lắng vấn đề gì quá, đâm ra là thành ra là những cái vấn đề liên quan tới sức khỏe của chị hiện nay là đang rất là khó. Thôi bây giờ thế này, về cái câu chuyện mà lo về HIV, tức là chắc là chị cũng, chị làm sao mà chị lên mạng được, chị nhờ con cháu à, cháu à? không có cái đứa cháu dâu nó làm bác sĩ, nó làm dược học dược thì nó bảo là À, bác không phải là HIV nó lở ừ, lét người, có đúng không bác sĩ? không, không phải, không phải. HIV giai đoạn đầu hoàn toàn không có một cái triệu chứng gì. Nếu Vâng. mới nhiễm nó chỉ có những triệu chứng như là người ta nhiễm cúm, nhiễm một loại virus bình thường cho nên không thể biết được. Và chứ đợi đến khi mà đã lở loét ý, thì nó là giai đoạn cuối rồi chị ạ. Thì lúc đấy thì Vâng. không còn 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 cái gì là khó nữa. Vậy thì cái HIV muốn chẩn đoán ý, thì chỉ có dựa vào xét nghiệm. Và bác sĩ nói của chị cũng tương đối là nói cho chị cũng tương đối là đúng. Tức là HIV khi mà mới vào cơ thể thì nó phải có một thời gian để nó chờ sinh ra kháng thể, người ta mới có thể xét nghiệm để có thể phát hiện được Vâng, HIV hay không. Vì cái giai vâng. đoạn đấy người ta gọi là cái giai đoạn cửa sổ, nó là vì như thế. Và khi xét nghiệm giai đoạn này có thể kết quả nó chưa chính xác. Ví dụ âm, nếu là dương tính thì nó là mình là bị nhiễm, nhưng nếu là âm tính thì có thể nó là âm tính giả. Hay nói cách khác là kết quả nó chưa chính xác và chính xác nhất nó phải là sau 3 tháng hoặc là sau đến 6 tháng. Tất nhiên là bây giờ có rất nhiều phương pháp xét nghiệm mới chị ạ, phương pháp xét nghiệm hiện đại. Người ta có thể phát hiện sớm được HIV, nhiễm HIV trong khoảng 1 tuần. Nhưng tất nhiên ở những cái điều, ở những cái nơi, những cái cơ sở, người ta có những cái máy móc nó hiện đại mới có thể phát hiện sớm được HIV như vậy nhé. Vâng. Quay trở Nhưng lại bác câu sĩ. chuyện của mình thì tôi nghĩ là bởi vì ban nãy anh Văn anh hỏi nó chị nghe hơi khó một chút nhưng mà đúng là anh ấy tìm kiếm xem là cái nguy cơ mà bị lây nhiễm HIV ở chị nó có cao không. Thì tôi nghe câu chuyện của chị thì tôi đánh giá là cái khả năng mà mình bị lây từ cái anh lang vườn này nó cũng không phải là cao lắm như là những cái hành vi khác. Hay nói cách khác là mình không tiếp xúc trực tiếp với cả dịch sinh dục của mình với cái anh lang vườn thì cái khả năng của nó không phải là cao nhá. Còn những cái hành vi như là tay dùng tay hoặc là chỉ ở ngoài quần thôi thì kể Không, cả anh ấy nó có xuất bác sĩ tinh. nó hay nó tụt quần ra đấy, nhưng mà tinh nó không xuất được vào trong mình đâu, thế nên nó không cao. Thế nhưng mà cái nó bác sĩ này nó thọc 2 nhát tay vào trong sâu thì Bây nó dính ngày giờ sau. cái vấn đề của chị có thể là cái hành vi đấy nó gây viêm nhiễm cơ quan sinh dục của chị.
lâu mình không có cái quan hệ tình dục, cho nên là cái âm đạo rồi cái âm hộ của mình ấy, nó có thể bị xây xát, hoặc là nó cái hành vi nó thô bạo, hoặc là tay của ông ấy không sạch thì có thể nó gây viêm nhiễm cơ quan sinh dục của chị thôi nhá. Đấy, cứ dằn rát là chị. Bây giờ chị tốt nhất là chị có người nhà làm bên ngành y rất là tốt, đưa chị vào trong khoa sản của bệnh viện. Người ta kiểm tra cho chị rất là dễ nhá. Kiểm tra ngay cho chị xem là chị có bị viêm nhiễm cơ quan sinh dục hay không, có hậu môn có vấn đề gì không, và từ đấy thì người ta sẽ mới có thể hỗ trợ cho chị hoặc là tư vấn thêm cho chị. Trong trường hợp mà bị viêm nhiễm thì mình phải đặt thuốc, hoặc là mình phải uống thuốc, rồi là mình phải sử dụng các cái biện pháp để điều trị cho nó dứt điểm. Còn nếu như mà nó không, nó chỉ do tổn thương nhẹ, hoặc là chỉ do là cơ thể của mình nó kháng cự lại và mình bị một chút thôi, thì rồi nó sẽ đỡ mà chị nhá. Chỉ cần mình vệ sinh sạch sẽ cơ quan sinh dục đi, rồi dùng sử dụng quần áo thoáng đi là được nhá, không lo lắm đâu. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ, xin chào chị nhé, chúc bà chị có sức khỏe thật tốt. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bình Dương. Alo, Bình Dương đâu ạ? Dạ, em có chuyện về tình cảm á. Em thì cũng không được may mắn như các bạn bè đó anh. Em cũng bị đổ vỡ 2 lần rồi. Mà giờ em cũng mến một cái anh kia hơn em 20 tuổi, mà anh đó cũng mến em nữa. Mà giờ cũng, tụi em cũng đang tìm hiểu á. Mà em cũng sợ ấy à, lỡ mà bị ý là tình cảm sợ bị tổn thương lần nữa là ý em cũng sợ nữa, thì em nhờ tư vấn cho em một lời khuyên, giờ em có nên tiếp tục quen với anh đó không á? Rồi, năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 42 ạ. À 42, quen anh 62 à? Dạ. Thế mà từ lúc đầu đến lúc cuối cái câu chuyện của bạn, bạn luôn dùng cái từ sợ. Thì bây giờ thì sợ như thế thì thôi, chứ việc gì cứ phải cố làm gì. Mình đã sợ như thế thì ngay vẫn thích. Em cũng đang buồn á, rồi anh ấy cũng an ủi động viên á, rồi em cũng mến mến thôi. Rồi tóm lại cũng thích đúng không, nhưng mà vẫn sợ đúng không, vừa thích vừa sợ đúng không. Đã có gì sâu sắc chưa? Dạ chưa. Ừ, thế thì 2 đời chồng rồi à? Dạ. Chồng chết hay là bỏ? Dạ, em lấy chồng đầu thì cũng được 3 năm rồi, tụi em không hợp á, rồi tụi em thua nhau. Rồi em nuôi con, rồi anh ấy cũng nhậu nhẹt quá rồi sau này bệnh cũng mất đi à. Rồi xong em cũng quen với anh này cũng được mấy năm, 6-7 năm gì, nhưng mà chưa có con. Rồi anh ấy cũng nhậu nhẹt, không lo làm á. Nói chung là em cũng khổ lắm, em chỉ muốn là có một gia đình á. Rồi, thế tóm lại là chồng, chỉ có chồng thứ nhất là có con thôi đúng không? Dạ. Đúng con rồi. Lớn chưa? Dạ, cháu 16 tuổi ạ. Thế mà vẫn đang hai mẹ con ở với nhau à? Dạ. Thế cái ông 62 tuổi, ông có đông con nhiều cháu chưa? À, anh có 2 đứa con mà thằng con đầu của anh thì lại kém em 3 tuổi. Thế à? Dạ, rồi em thì cũng đang phân vân nữa, tại anh thì lại kém 5 tuổi nữa, rồi em sợ cái mối quan hệ này thấy nó kỳ kỳ sao. Thì kỳ kỳ thì thôi, kỳ kỳ thì cứ cố. Chả thích bỏ sư lại vẫn cứ kỳ kỳ nhỉ. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ. Rồi, xin chào em. Dạ, em chào anh Đinh Đoàn ạ. Thật ra thì anh Thành Văn cũng nói mở đầu câu chuyện cho nó nhẹ nhàng, chứ thấy em cũng vất vả quá nhỉ. Dạ, em... cái chồng đầu thì lấy nhau 3 năm rồi, anh cũng chết rồi, bây giờ con 16 đúng không? Dạ. Thế còn cái người thứ hai thì em nói là quen nhau, chung sống với nhau 7 năm nhưng mà không kết hôn đúng không? Không, tụi em có đăng ký kết hôn anh. Sau đấy anh cũng chết đúng không? Không, anh chung là làm, không có làm cứ ăn nhậu quá rồi em cũng khuyên á, rồi gia đình nhà anh cũng khuyên mà không nghe, rồi sau này bệnh tật ra rồi. Em cũng nói chung là em cũng mệt mỏi quá à, em lo không nổi nữa rồi. Chưa tay. Nhưng mà hiện nay thì ông ốm đau thôi đúng không? Dạ, hai đứa thì cũng quyết định chia tay rồi ra tòa rồi. Rồi, biết rồi. Đưa cho anh ấy 300 triệu á, cho anh ấy điều trị bệnh để anh về gia đình nhà anh ấy ở. Bây giờ kinh tế mẹ con có làm nuôi nhau được hay phải trông đợi vào cái gì?
Dạ, chung là em cũng đi làm lo cho con thôi, cũng không có cái gì, em làm công nhân anh ạ. Rồi, nói thật nha. Dạ. Mình trông đợi gì ở cái ông 62 ấy? To hay khỏe hay là tâm lý tình cảm hay vỗ về hay an ủi hay mỗi tháng ông hỗ trợ 5 triệu không. Nuôi con hay cái gì? Nói chung là em không có trông đợi thì em thấy anh cứ động viên rồi an ủi rồi em cũng mấy thôi, chứ em cũng không phải như người ta mà mình quen người ta mà mình lợi dụng tiền bạc. Rồi, ông chả có đâu mà lợi dụng. Nói thật thế này này, đây là anh vừa là một chuyên gia tư vấn nhưng đồng thời cũng là một ông anh trai rất muốn chia sẻ với em. Không có tiền thì chết, chứ còn không có cái thứ khác chưa chết ngay. Mình cũng thăng trầm hai cuộc hôn nhân rồi, bây giờ con nó đang ở tuổi 16, nó đang rất là trông chênh bấp bênh, tới đây là vất vả lắm đấy. Con nó học cấp 2, cấp 3 rồi nó sẽ con trai đúng không? Nó uốn nắn nó rồi hướng cho nó đi học tiếp hay đi làm rồi còn mệt mỏi lắm. Bây giờ vướng vào cái ông 62 làm cái gì? Vớ va vẩn ba bữa ông lại ốm ra rồi mình lại với tư cách là người vợ trẻ lại tò tí te với ông ấy. Hoặc là hầu một ông già có khổ không? Tất nhiên cái chênh lệch 20 tuổi nó cũng là một vấn đề nhưng không phải là vấn đề quyết định nha. Ví dụ một cô gái 20 mà có thể kết hôn với anh 40 có thể vẫn hòa hợp. Nhưng mà đây một ông 62 về hưu rồi. Về mặt xã hội người ta cũng thấy rằng là một người cao tuổi cần phải yên nghỉ chứ không phải là đi chinh phục kiếm thêm vợ nhá. Và tự nhiên tất nhiên ông mà kết hôn được mình có thể ông ấy được nhờ. Mình cũng còn trẻ, thỉnh thoảng gõ gẵng tuần làm được một hai lần nó cũng vui tuổi già. Hai nữa là mình tự nhiên lại làm vợ ông ấy, phải cơm nước hầu hạ, ốm đau, cho nên là về con cái của ông sẽ ủng hộ đấy. Nó giữ bố già làm gì? Có cái người mà lại trẻ mà hứng cho thì cũng tốt, kể cả cái đứa mà chỉ kém mình có vài tuổi nó cũng sẵn sàng. Nếu cô thích thì cô cứ hốt bố con đi, hốt bố cháu đi. Nhưng mà anh nghĩ rằng thôi, làm mà ăn. Còn thì nếu như trong quá trình mình làm ở công ty hay làm ở xí nghiệp hay nhà máy gặp những người nào đàn ông người ta có thể chia sẻ với mình được điều này điều khác, cởi mở tấm lòng, nhưng miễn là đừng có vi phạm pháp luật, đừng có dính vào những anh mà đang có vợ rồi nó ghen nó tuông nó đến nó đánh ghen hoặc là nó hành hạ nó nọ kia mình thì bạo lực mình thì rất là khổ. Nếu như mình chỉ cần cái nhu cầu mà chia sẻ tâm tình và những cái thứ thỉnh thoảng có chút nó bớt cô đơn ấy thì không thiếu gì chỗ, chứ đừng phải vất vả với cái ông 62 này nhá. Thế còn thì nếu mình muốn ấy cứ đi lại với ông 62 nhưng không nhất thiết là phải cưới hay đăng ký kết hôn ấy, về làm vợ ông ấy. Rồi em rất là quý bác, thỉnh thoảng thì bác cứ đến đây, nếu nhà mình có cơm cho ông ăn cơm. Cũng đừng có làm cái gì linh đình quá, mình đừng đặt vị trí mình là vợ phải có trách nhiệm thế nọ trách nhiệm thế kia, vì không là vợ chỉ là cái chỗ mà chia sẻ, cho nên là nếu như mình có một người bạn trai khác ông ấy cũng không ghen tuông gì cả, mình có quyền. Chứ nếu không là ông cứ ngồi đấy làm không làm, nó ngồi ăn vạ mình về muộn, sao bây giờ này mới về với này cô chat chít với ai, điện thoại vừa điện thoại với ai ấy, tự nhiên mình mua dây chói mình nó khổ ra đúng không? Chưa kể là con gái mình 16 tuổi lại ở với một cái ông 62 ấy, mà rồi thì mẹ thì ngoài 40 rồi, con thì đang mơn mởn là tuổi 16 ấy, không ít trường hợp. Tất nhiên mình không phải vơ đũa cả nắm đàn ông thì trăm người may với có một người xấu còn tốt là chính thôi. Thế nhưng mà chẳng may nó rơi vào cái người nó rồi hỏng cả mẹ lẫn con ấy nhá. Tập trung vào làm và ăn, có tiền, thích ăn đâu, đi chơi đâu, làm gì. Rồi hai nữa con gái nó cũng đang tuổi mới lớn, rất cần có người mẹ như là một người chị. Rảnh rỗi thứ bảy chủ nhật mẹ con dắt nhau đi siêu thị mua cái váy cái vóc để mẹ mặc con mặc vui vẻ với nhau. Rồi nhớ lưu ý là giữ cái tiền để sau này mình có tí lưng vốn, mình con nó mà lớn lên rồi nó đi học ở đại học ở Sài Gòn, ngộ nhỡ nó yêu anh nào nó lấy ở trong ấy là mình một mình đấy. Thế vì vậy thì mình phải có tiền nhá. Tự nhiên mình phải đi thêm một cái cuộc hôn nhân nữa làm cái gì, mình cũng đã từng trải qua hai rồi. Thế còn nếu chẳng may, nếu may mắn sau này mà gặp được một ai đó người ta chênh lệch hơn mình một in ít thôi này, người ta cũng có vợ chết hoặc là ly hôn này, và thật sự người ta rất chân thành và người ta cũng có độc lập về kinh tế, người ta không trông cậy gì mình, hai người như góp gạo thổi cơm chung, lúc ấy thì hãy tiến hành nhé. Rồi bình tĩnh và suy xét lại nhá.
Dạ. Rồi, cảm ơn bạn đã gọi đến chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của chúng tôi. Xin cảm ơn anh Linh Đoàn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Lạng Sơn. Lạng Sơn đâu ạ? Dạ, Lạng Sơn đây ạ. Rồi, câu hỏi của bạn là gì? Dạ, câu hỏi của chị là muốn hỏi bác sĩ ạ. Rồi, chị bao nhiêu tuổi đấy? À, chị hỏi cho con chị thôi, con gái chị. Vâng, chị bao nhiêu tuổi? Tôi đang hỏi chị mà. À, chị 51 tuổi. Vâng. Thế con gái chị là năm nay là 26 tuổi, mắc bệnh viêm gan B. Xong rồi chị muốn hỏi là con gái chị có nên sinh con nữa không? Con gái chị lấy chồng chưa? Dạ, lấy chồng có một thằng con 6 tuổi. Từ lúc đẻ con ra thì nó bị viêm gan B, bây giờ nó không chịu uống thuốc. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với chị nhé. Ừ, tôi chào bạn. Dạ, chào bác sĩ ạ. Ừ, tại vì nghe giọng bạn rất là trẻ. Con gái đâu mà không gọi cho chúng tôi mà lại phải để mẹ gọi vậy? Con gái nó không chịu nói chuyện ấy. À, nó không chịu nói chuyện à? Nó lo sợ điều gì? Nó không chịu nói chuyện, nhưng mà nó không chịu uống thuốc. Em cũng khuyên nó nhưng mà nó không nghe. À, hiện nay thì con đang theo dõi ở đâu vậy? Con em ở nhà nhưng mà lâu lâu nó lại sốt. Nó bị viêm gan B được 6 năm rồi nhưng mà nó không chịu uống thuốc. Em hỏi bác sĩ là xem nó có nên sinh con không. Bạn đang ở tỉnh nào ấy nhỉ? Tỉnh Lạng Sơn. À thế hả? Ừ. Mình lo cho con rất là đúng đúng không? Vâng. Và rất là lo. Bạn có nhiều con không? Dạ, em mới có một đứa con gái thôi. À, có mỗi mình bạn gái đấy thôi đúng không? Vâng. Ừ, tất cả niềm tin yêu, hy vọng là đặt vào cái cô này. Thế mà bây giờ thì mẹ thì còn khỏe và cô thì lại viêm gan đúng không? Và không hiểu tại sao nó lại từ chối điều trị nhỉ? Bây giờ thế này nhé, cuộc sống là của nó, cơ thể là của nó, mình không thể sống thay nó được, đúng không? Mình chỉ có đi tham khảo ý kiến rồi để mình nói lại với con. Và cái người quyết định như thế nào là con chứ không phải là mình, đúng không? Nó bản thân nó phải yêu bản thân nó yêu chồng nó yêu con nó yêu gia đình của nó rồi nó mới đến yêu mình. Thế và nếu nó thấy những cái đối tượng mà sát sườn với nó như thế mà nó thấy bình thường, không vấn đề gì phải lo, không phải quan tâm, thì mẹ cũng lo ít thôi. Mẹ đừng lo nhiều quá. Mẹ lo nhiều, mẹ không giải quyết được vấn đề gì. Bây giờ thế này, thứ nhất là đối với con gái, hiện nay con còn rất là trẻ, con mới có 26, 27 tuổi, mà con mắc bệnh viêm gan B, thì con có thể sống vẫn bình thường mà. Nhưng con phải có sự theo dõi của bác sĩ chuyên về tiêu hóa. Hay nói cách khác là con phải được thăm khám và được kiểm tra cũng như là tái khám theo đúng hướng dẫn của bác sĩ. Vì sao nó lại như thế? Viêm gan B thứ nhất nó là một cái bệnh lây nhá. Nó có thể lây qua đường quan hệ tình dục, nó có thể lây qua đường máu. Đấy. Thế chính vì thế là nếu con mắc bệnh viêm gan B là con phải có trách nhiệm để mà không làm lây ra những cái người khác, những cái người mà có cùng với cả con. Thứ hai nữa là nó là một cái bệnh nhiễm virus viêm gan B. Bệnh đấy có thể rất là âm ỉ và rất nhiều người sống chung với virus viêm gan B, không ảnh hưởng gì đến cuộc sống cả. Nếu như mà người ta có sức khỏe tốt, người ta có một cái người ta gọi là ổn định. Nhưng nếu như mà sức khỏe của con có vấn đề, nếu như tự nhiên cái nồng độ virus nó trỗi dậy rất là nhiều thì nó có thể ảnh hưởng tới gan. Nó có thể gây viêm gan cấp, nó có thể gây viêm gan mãn và gây suy gan. Thì lúc đấy nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của con. Vậy thì những cái người mà bị viêm gan B ấy, là người ta phải được bác sĩ theo dõi theo đúng định kỳ, được xét nghiệm. Thậm chí người ta kiểm tra xem cái nồng độ virus đấy nó là bao nhiêu, nó có thể có ảnh hưởng gì đến sức khỏe hay không, có cần phải dùng thuốc không, để người ta sẽ tiên lượng cũng như là người ta hỗ trợ được cho con. Đấy, chứ không phải là anh buông quăng bỏ vãi, anh cứ kệ nó, anh cứ im ỉm đi, thì đến một ngày nào đấy gan của anh nó sẽ bị ảnh hưởng. Và lúc đó thì nếu mà đã suy gan rồi thì rất là khó có thể xử lý được. Đấy là vấn đề mà chị cần phải nói với con, để cho con nó phải tự chủ động thăm khám cũng như là kiểm tra sức khỏe của nó. Còn việc con có nên có thai hay không thì rất nhiều người phụ nữ, người ta có thai
rồi người ta mới được phát hiện ra là bị viêm gan B. Qua đi thăm khám định kỳ, qua xét máu thì xét nghiệm máu thì người ta mới biết được là người ta bị viêm gan B. Hay nói cách khác là nếu như người ta bị viêm gan B mà nó không ảnh hưởng gì đến sức khỏe, không chức năng gan không có vấn đề gì, không có những cái biểu hiện của bệnh viêm gan thì người ta vẫn có thể có con bình thường. Và chỉ có điều là khi những người phụ nữ mà bị nhiễm virus viêm gan, hay nói mình nói thông thường mình gọi là viêm gan B, mà có thai thì cần phải được theo dõi cũng như là hỗ trợ của bác sĩ sản khoa hơn những cái sản phụ mà không mắc viêm gan B. Thế rồi kể cả khi trong quá trình mang thai thì họ phải được tầm soát như thế nào, họ phải được kiểm tra ra làm sao, họ được sử dụng những cái thuốc để hỗ trợ cho sức khỏe của họ. Khi mà con sinh ra thì phải sinh được ở những cái nơi mà người ta có thể có cái tiêm cái huyết thanh kháng viêm gan B ngay cho con ngay từ đầu, thì những đứa trẻ sinh ra sẽ được tiêm huyết thanh phá kháng viêm gan B, sau đó thì sẽ được tiêm vaccine phòng viêm gan B trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Mà theo đúng cái lịch tiêm chủng mở rộng thì sức khỏe của con cũng rất là tốt. Đấy. Người bình thường không mắc viêm gan B thì khi có thai cũng là một cái gánh nặng đối với người phụ nữ rất là lớn rồi. Bởi vì người ta phải sống và cái cơ thể nó phải cho hai cơ thể để phát triển. Vì vậy những cái người phụ nữ viêm gan B thì đòi hỏi phải được theo dõi sát hơn, cũng như là phải được hỗ trợ nhiều hơn nha. Thì chị vâng, về mặt hỏi là có nên hay không, tức là có hại gì hay không, thì tôi thấy là nó cũng, nếu như mà gan tốt không có vấn đề gì, không ảnh hưởng gì thì cũng không có vấn đề gì. Còn trong trường hợp như là nó có những đã có những cái ảnh hưởng tới sức khỏe rồi thì việc có con hay không thì nên cân nhắc, bởi vì nó một là khả năng lây qua con, hai nữa là nó cũng ảnh hưởng sức khỏe nhiều nhé. Vâng, thế chị nhé. Rồi, chị đã nghe rõ rồi chứ? Dạ, em rõ. Dạ, vâng. Cảm ơn bác sĩ. Dạ vâng, cảm ơn chị Hải. Chào chị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Alo, Hà Nội đâu ạ? Vâng ạ. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Em muốn hỏi là chồng em thì trước đây có đi công tác xa ấy ạ. Thì em có phát hiện là chồng em đã ngoại tình ấy. Thì em cũng làm ầm lên rồi. Đấy thì sau một tháng thì anh ấy cũng về. Nhưng mà tình cảm vợ chồng thì nó cũng không như lúc đầu. Nên là em nên là trong cái thời gian mà chồng em về đấy thì là em kiểu cái tâm trạng của em nó cũng rất là hỗn loạn, xong rồi kiểu mình ở nhà mình cũng chút giận lên con ấy. Nghĩa lúc nào cả ngày em chỉ nghĩ đến những cái chuyện đấy, xong rồi em nghỉ làm luôn mà. Xong rồi chỉ có điều tra là xem là như thế nào đấy, xong rồi suốt ngày xem Zalo xem là chồng truy cập bao nhiêu phút, truy cập làm gì đấy, sau đó là đến chiều thì đi đón họ con về, tối dạy con học. Thì kiểu nhiều lúc mình cũng trong người mình nó đã có những cái mệt mỏi, xong rồi mất bình tĩnh, nhiều khi mình không giữ được bình tĩnh với con ấy ạ. Thì em không biết là bây giờ em nên làm gì trong cái cuộc sống gia đình của em nữa. Thế bây giờ hai vợ chồng bình thường chưa? Vợ chồng em thì cũng bây giờ cũng đang bình thường ạ. Nhưng mà chồng em bây giờ sống giống như kiểu là sống như có trách nhiệm vậy thôi. Trước đây thì anh ấy về nhà thì anh cũng chăm sóc con cái rồi rửa bát. Ý là kiểu là em cảm nhận là anh trước đây thì anh rất là chăm sóc gia đình. Còn bây giờ thì giống như kiểu là làm cho nó làm kiểu là anh ấy sống như cứ sáng đi làm xong tối về ăn cơm. Bây giờ thì vợ chồng em lại ngủ riêng phòng rồi. Thế là cũng đây là đầu tiên, còn mấy... trước đây thì chưa bao giờ ngủ riêng phòng. Thế là mấy năm nay ngủ riêng phòng rồi? Không, cứ từ đợt vừa rồi nhá. Là bao lâu nay rồi? Thì anh ấy cũng mới về thôi ạ. Khoảng độ được một tuần ạ. Mới có một tuần nay ngủ riêng phòng thôi đúng không? Vâng. Thế còn anh ấy đi công tác xa đúng không? Và bạn phát hiện ra anh ấy ngoại tình. Thế đâm ra là dành toàn tâm, toàn lực và toàn bộ thời gian về cái vụ truy xét, điều tra, dò xét, xét hỏi anh ấy đúng không? Hai vợ chồng năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chồng em thì lại là người nước ngoài. Anh ấy năm nay là 30... Năm 86 là 37 tuổi ạ. Rồi, thế bạn bao nhiêu tuổi? Em là 33. Thế à, con lớn chưa? Con em thì năm nay mới là lớp 1. Thế à, 6 tuổi rồi. Rồi.
Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. À, rồi, xin chào. Chào em. Dạ vâng ạ. Chồng người Hàn hay người Mỹ hay người châu Âu? Chồng em là người Hàn Quốc ạ. Hàn Quốc. Anh ấy định cư làm việc ở đây hả? Vâng, vợ chồng em sống với nhau ở đây được hơn 10 năm rồi ạ. Hơn 10 năm ở đây. Mình có làm ăn gì hay là ăn bằng lương của chồng? À, nghĩa là em thì bây giờ vẫn đang đi làm văn phòng ấy ạ. Ừ. Rồi. Lương tháng em chỉ tầm 7-8 triệu thôi. Cũng đủ sống chứ chẳng phải là chồng đưa đúng không? Vâng. Ừ. Nhà cửa thế nào? Anh ấy mua hay anh thuê? Nhà cửa thì đấy 10 năm rồi thì vẫn cứ đi thuê nhà thôi. Em cũng đang nói là bây giờ kiểu là tiết kiệm lại để mà mua nhà ấy, thì anh lại không làm được nhiều tiền. Ừ. Nhưng mà thực ra thì là theo như bạn bè em với lại em con nhà dì em thì cũng làm phiên dịch viên ấy, cũng tiếp xúc nhiều người Hàn ấy. Ừ. Thì cũng biết là công việc của anh ấy cũng phải tầm lương tháng 80 đến 100 triệu một tháng ạ. Ừ. Nhưng mà anh ấy đưa cho mình mỗi tháng được bao nhiêu? Trước đây thì chỉ đưa cho em 15 triệu và tiền nhà thì anh tự trả. Ừ. Còn bây giờ thì anh ấy đưa cho em được 30 triệu. Ừ. Rồi. Còn lại tất cả em lo hết. Ừ. Có dự định là định cư lâu dài hay là rồi cuối cùng một lúc nào đấy sẽ về Hàn? Anh ấy thì bảo là anh ấy ở đây. Ừ. Nói chung là vợ chồng em thì từ lúc mà sinh con ra là đã không hòa thuận rồi ạ. Ừ. Hòa thuận rồi. Sống rất là mệt mỏi. Rồi. Ờ, anh ấy gặp mình trong khi mình cũng đang đi làm công ty đúng không? Chứ không phải là một cô gái chả có công ăn việc làm gì ở nhà được gả bán đúng không? Vâng, trước đây thì là ngày bọn em quen nhau từ năm 2011 đấy ạ. À, ừ. Thì là anh ấy sang Việt Nam. Ừ. Anh ấy bắt đầu mới sang Việt Nam học việc. Ừ. Thì em ngày đấy em vẫn đang là sinh viên thì em đi làm thêm đấy. Rồi rồi. Thì này, bọn em rồi, quen anh hiểu nhau. Rồi, tức là anh để phân biệt em với lại một số những cái đối tượng mà ví dụ người Hàn Quốc, người Đài Loan, người Hồng Kông, nói chung người nước ngoài, người ta sang đây người ta đi cưới vợ, người ta tìm những đối tượng những cô gái trẻ đẹp xinh và chả có công ăn việc làm gì, có đôi khi chỉ hỗ trợ bố mẹ vài chục triệu là dưới một cái hình thức là lấy. Nhưng mà em thì là thuộc đẳng cấp khác, mình cũng là có học hành, mình cũng có công ăn việc làm và cũng hiểu biết nhau, có tiếng có tăm, cũng có hiểu biết về văn hóa đúng không, chứ không phải là mình phụ thuộc, mình biết thế để mình biết cái thế mạnh của mình ấy mà. Thật ra thế này này, cái việc mà mình phát hiện anh ấy có nọ có kia xong rồi mình làm ầm làm ĩ rồi dành nhiều thời gian để mà dò la truy xét rồi đến mức độ mà ảnh hưởng tới sức khỏe bản thân cũng như mối quan hệ vợ chồng, đấy một điều cần rút kinh nghiệm. Bởi vì với người Việt cũng còn thế chứ, ông chồng Việt mà có đi công tác xa mà có bà vợ cứ suốt ngày kiểm soát với giám sát thì cũng mệt mỏi lắm. À, bây giờ thì chắc chắn là cái việc em cần làm đó chính là thế này. Mình củng cố và nâng cao cái vị thế, cái năng lực của bản thân. Con năm nay là mấy tuổi? Con em năm nay học lớp 1, 6 học tuổi. Học lớp 1 rồi. Mình cũng không phải còn phải bế ẵm rồi phải coi bột coi sóc gì cho bắt anh đưa tiền cho con nó học ở một trường thôi, cũng không quốc tế thì cũng phải là một trường có chất lượng một chút để con nó được hưởng cái nền giáo dục nó tương đối tốt. Mình có thời gian rảnh rỗi hơn, mình chăm sóc bản thân, ngoài cái đi làm văn phòng ra mình xem mình làm cái gì đó để mình đây là cái đích của mình là thế này này, không phải là mình đi chạy theo để mình giữ anh ấy, mình giữ làm sao được. Thế thì mình làm sao để cho mình đẹp, mình xinh, mình có nhiều mối quan hệ, lúc gọi điện thoại thấy chồng gọi điện thoại mình còn chả thèm nghe, mình cũng bận, kể cả chồng có ở bên cạnh hay là chồng ở nhà mình không phải ngồi mình dò xem ông ấy chui vào Zalo bao nhiêu mà mình cũng có những cái niềm vui của mình để cho ông ấy phải lo rằng ơ vớ vẩn, nó không để ý có khéo không là lại không giữ được cô đó. Thế là lại phải quan tâm hơn, phải mon men hơn, phải chăm sóc hơn, phải rủ mình đi Sài Gòn đi spa để ABC đi Phú Quốc chơi nha, vân vân đó. Chứ còn nếu em không thay đổi được cái cách mà mình xây dựng cuộc đời của mình thì sẽ lại này. Đấy, anh ấy đưa cho 30 triệu. Thật ra trước đây 15 triệu là lúc ấy con bé chưa, còn bé chưa đi học. Bây giờ 30 triệu trong đó tiền học của con hết 7 triệu rồi, tiền điện, tiền nhà hết phần này, vân vân. Tự nhiên mình cầm tiền nó có phải nó cho mình đâu đúng không? Tiền đây này, khoản tiền đấy thì cũng chỉ là chi tiêu gia đình chứ đấy. Em cũng chả để ra được. Rồi. Cả. Cho nên là đấy. Tiền mình cũng chả cần phải lo rằng là ông ấy đưa lắm hay đưa nhiều.
Mình sống với chồng với con, ông ấy ở nhà thuê được, mình ở nhà thuê được, dự tính lâu dài thế nào thì rồi cùng trao đổi với nhau đúng không? Nếu có thì bởi vì cũng cũng phải chia sẻ thật là người đàn ông Hàn Quốc cũng khá giống với này đàn ông của các nước Á Đông, trong đó giống đàn ông Việt Nam mình là cũng có tí gia trưởng. Ta đi làm tao có 80 triệu 100 triệu tao phải cầm chứ, đưa hết cho mày rồi ngộ nhỡ mày đem về ngoại mày cho, hoặc là mày giấu đi mình cho dai rồi mai kia tao trắng tay à. Cho nên là anh cũng có tài khoản, với hơn nữa là anh cũng là người đã đi làm ở nước ngoài, tức là chuyên gia, dạng chuyên gia chuyên viên rồi, trình độ nó cao cấp rồi. Kệ anh ấy sẽ phải tự quản tự lo, chắc chắn là anh chả phải là nghiện ma túy hay là thế nọ gì kia gì đâu đúng không? Đấy. Vâng, thì là những cái gì anh nói thì em cũng đã làm rồi. Trước đây trong cái thời gian mà con em từ 0 cho đến 3, 3 tuổi, 4 tuổi ấy, thì là em con còn nhỏ thì em ở nhà. Thì chồng em đi làm thì chồng em đưa tiền, nghĩa là mình phụ thuộc hết vào chồng ấy. Chồng em rất là coi thường em. Đúng Sau đó rồi, là lúc mà độc mình lập tự mới do sinh thì mới hạnh xong thì phúc. cơ thể của mình với lại gương mặt của mình nó không còn như thời con gái nữa. Vừa xấu vừa bẩn vừa béo đúng không? Đấy. Thì chồng em cũng là nó đi xa, cách xa em cả 100 mét đấy anh ạ. Mình cứ bế con lững thững đi theo thôi. Đấy. Thế là sau đó là khi mà mọi người trong gia đình em bảo là bây giờ con lớn rồi cho con nhà trẻ đi và đi cà phê hay là gặp bạn bè rồi đi học tiếng đi. Rồi học tiếng Anh hay là học văn phòng Đấy là gì chồng đấy. bảo thế hả? Đi. Đấy là mọi người trong gia đình em Ừ ạ. đúng, tốt. Đấy Thế là mọi người cũng nhìn thấy mà. em cũng lấy 50 triệu đi em sửa toàn bộ mặt của em. Sau đó em đi tập gym thì đúng là cũng có một thời gian là anh cũng thay đổi, anh ấy thấy vợ mình thế này thế kia. Đúng rồi. Là suốt ngày anh ấy dẫn vợ con đi gặp bạn bè, thế nhưng mà anh bảo ăn một bữa cơm mà từ 6 giờ tối đến 12 giờ đêm thì làm sao mà em chịu được. Em còn phải về đi làm, thế lần Không sau cũng như nói lần cụ đấy thể em. vào một bữa cơm, không nói cụ thể vào một ăn nhậu, nhưng mình cứ có giá trị thì nghĩa là người ta trân trọng mình và người ta lo mất mình. Đấy là cái chiến lược của mình. Bây giờ không chỉ đi tập gym spa để giữ cho mặt nó đẹp nữa, cái đấy cũng chỉ là cái bề ngoài thôi đấy. Thế nhưng cái hơn nữa là mình học tiếng Anh, thậm chí mình còn chui vào các cái trang mạng mà người ta quảng bá tìm việc làm đấy, mình làm cho một tổ chức phi chính phủ NGO nào của nước ngoài, mình lại cũng được cái tổ chức cái này lại cử nay đi Nam Phi, ngày kia lại sang Bỉ, rồi lại có khi lại còn sang văn phòng đại diện ở Thái Lan, Singapore. Trời ơi mình chả kém gì ông ấy, thậm chí còn hơn. Mình phải tranh thủ với cái điều kiện vật chất kinh tế hiện nay tạm có, mình làm cho mình nâng cấp bản thân mình lên, sau này á bất cứ trong trường hợp nào mình không chết, và không những không chết mà còn sống khỏe nữa, thì đấy mới là cái mà mình mong muốn. Chứ còn cứ giữ dáng giữ dạng chỉ là để hấp dẫn, chỉ là để thu hút chồng thôi, làm sao để chồng còn còn thấy tôn trọng mình. Cô ấy cũng Nhưng giỏi mà phết. bây giờ em rất là buồn đến cuộc sống gia đình của em này, bởi vì em là người sống tình cảm ấy, em cũng không cần quá nhiều tiền đâu, nhưng em chỉ cần là có một gia đình hạnh phúc, có một người chồng yêu thương vợ con với lại Muốn con yêu em, có thương thì một mình người phải có bố giá thôi. trị. Ngồi đấy mà buồn làm gì? Con nó lớn rồi, nó đi học rồi, mình đi làm rồi, rảnh rỗi có nhóm bạn đi, rồi đi khiêu vũ khiêu việc đi, rồi nếu mà hay nữa thì đi học những cái lớp mà kỹ năng làm giàu, kỹ năng nọ kỹ năng kia. Thật ra thì không thiếu gì việc để làm. Người ta bây giờ người ta còn lo là mỗi tháng sao có được vài triệu để lo kinh tế, còn rất là may mình cũng có tiền và chồng cũng có tiền, trong điều kiện của mình kinh tế là không phải quá lo thì đã là một phần giảm nhẹ áp lực rồi. Bây giờ chỉ còn có tìm niềm vui và tìm cách để diện nâng cấp bản thân về về cả kiến thức cũng như là cái mở mang hoạt động với các mối quan hệ xã hội. Đó, đấy là cách mà tốt, chứ còn ngồi đấy mong ước tình cảm thì mình thì muốn rằng là xa tối đến là nó phải nói chuyện với mình 2 tiếng, về nhà nó lao vào nó ôm nó hôn chần chọẹt, nó không có đâu nhá. Rồi, bạn đã nghe rõ gì chứ? Hy vọng bạn sẽ Vâng. cải thiện được mối quan hệ trong gia đình mình nhá. Chào bạn, Vâng. cảm ơn anh Đinh Đoàn. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ Điện Biên. Alo, xin chào một thính giả gọi đến từ Điện Biên. Vâng, em chào chương trình ạ. Dạ vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Vâng, em muốn tư vấn về sức khỏe, chương trình tư vấn giúp em là em bị thoái hóa huyết thoát vị đĩa đệm, thì em hỏi là quan hệ tình dục thì sau này là có ảnh hưởng gì không ạ? Bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 43 tuổi. Thế à, thoái hóa lâu chưa? Em mới ạ, mới bị ạ. Thế à, thế từ lúc phát hiện mới bị thì thấy cái chỗ quan hệ ý là có khác gì không?
Nó thỉnh thoảng là vẫn hơi đau lưng. À, bây giờ một tuần thì quan hệ được mấy lần với vợ? Có lần thì có tuần thì được 3 lần, có lần tuần được 2 lần. Thế à? Thế nhưng mà vẫn ổn đúng không? Sau là không cảm thấy là mệt mỏi gì cả đúng không? Vâng, vẫn thỉnh thoảng vẫn hơi đau lưng anh. Đau lưng thì từ trước này chắc vẫn đau chứ đâu có phải Không, hồi. không mới mới bị thôi anh. À, rồi bác sĩ sẽ lý giải cho bạn xem là cái việc thoát vị đĩa đệm nó có ảnh hưởng đến việc chất lượng quan hệ tình dục không nhé. Vâng. Xin mời chị Hoàng Thúy Hải ạ. Vâng, tôi chào bạn. Vâng, em chào chị ạ. Bây giờ đang đang lo lắm, thấy cái phần ở lưng, ở xương cốt nó có vấn đề đúng không? Vâng. Mà khi mình quan hệ thì mình lại sử dụng cái phần lưng nó cũng rất là nhiều. Vì thế mình không biết là mình quan hệ tình dục thì nó có làm bệnh nó nặng lên không đúng không? Nhỡ Vâng. nó lại thoát vị hết ra nữa thì chết dở Vâng. nhỉ? Em lo lắm, vâng. Thế em làm nghề gì vậy? Em làm nghề tự do, đa số là đi bán hàng rong, em ngồi trên xe máy suốt ngày. À thế hả? Vâng. Thế em đã đi khám về cái thoát vị chưa? Em khám rồi ạ, em khám rồi, họ bảo là bị thủng, thủng đĩa đệm. À thế hả? Thế hiện nay là chỉ điều trị nội khoa thôi đúng không? Dùng thuốc với lại dùng băng các thứ thôi, đai thôi chứ còn chưa không phải làm gì đến ngoại khoa đúng không? Vâng, em đang đi thì em vẫn dùng cái đai đeo lưng ấy. Đeo lưng đấy, sáng ra thì em sáng với tối đúng không? Em sẽ tập treo đai đai treo đấy, có tốt không chị nhỉ? Có tập được tất cả những cái động tác đấy là nó cũng tác động vào đến cột sống ấy, nó sẽ làm cho nó sẽ đỡ nhiều hơn, nhưng mà chủ yếu là đừng có làm những cái động tác mà nó cúi gập nhiều hoặc là những cái mà nó tác động nhiều vào cột sống thì sợ là cái chỗ thoát vị đấy nó lại nặng hơn hoặc là nó lại thoát vị nhiều hơn nhá. Thế thế về mặt nhưng mà cái công việc của em thì cũng hơi khó bởi vì em đi xe máy nhiều, với đi xe máy rong ruổi trên đường nhiều thì khi mình ngồi nhiều ấy thì mình ngồi ở trên yên xe máy thì cái cột sống của mình nó cũng bị ép xuống rất là nhiều xuống vùng mông ấy nhỉ. Vâng. Đấy, thế tranh thủ lúc nào ấy mà không phải đi hoặc là đi có đoạn nào đấy mà nghỉ thì đứng lại rồi để cho nó giãn ra rồi kéo người ra vân vân để cho máu nó vừa lưu thông tốt cũng như là cái nó đỡ bị tì đè tiếp xúc nhiều lên cái chỗ thoát vị thì bệnh nó sẽ đỡ hơn nhá. Bệnh của mình ý, thì cố gắng là đã đi khám rồi ý, thì phải thăm khám và phải hướng dẫn theo đúng cái chỉ định của bác sĩ nhé. Bác sĩ chỉ định cho mình dùng thuốc như thế nào, các cái bài tập ra làm sao, rồi là ăn uống như thế nào thì mình cố gắng làm theo như thế để cho nó mục đích cuối cùng của mình là chỉ điều trị triệu chứng thôi, điều trị nội khoa chứ còn đỡ phải đến cái giai đoạn là phải can thiệp ngoại khoa ấy. Bởi vì khi mà đã phải can thiệp ngoại khoa, tức là hay nói cách khác là phải mổ cột sống rồi phải tác động vào đấy thì nó cũng sẽ vất vả hơn và nó sẽ có nhiều cái nó không thuận lợi như là khi mình điều trị nội khoa nhé. Vâng, em cảm ơn bác sĩ. Cái thứ hai nữa là về chuyện quan hệ với vợ ấy, thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào mình mà. Nếu như mà mình quan hệ với vợ xong mà mình thấy nó vẫn bình thường, mình thấy nó không đau gì hay là mình không ảnh hưởng gì đến cái công việc hàng ngày của mình ấy, thì mình vẫn có thể là quan hệ tình dục với vợ được. Tuy nhiên mình lưu ý hết sức là mình lựa chọn những cái tư thế mà nó thật là thoải mái, nó ít tì đè vào cột sống của mình ấy. Hay nói cách khác là bây giờ vợ em năm nay bao nhiêu tuổi? Vậy em 39 ạ. À thế à, nếu như mà vợ cũng có kỹ năng ấy hay là nói cách khác có những cái kiến thức về 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 quan hệ tình dục ấy để vợ lại là người thì ví dụ như trước đây mình là người chính chẳng hạn thì bây giờ có thể là đảo ngược cái tư thế đi một tí hay đảo ngược cái vai trò đi để cho vợ sẽ là người hỗ trợ cho mình. Đấy, thì khi mà vợ hỗ trợ cho mình thì cái lực mà nó tác động lên mình nó ít hơn chẳng hạn, ví dụ như thế thì em sẽ thấy ổn hơn thôi nhá. Chứ còn là không không cấm hoàn toàn trong những cái trường hợp như thế này hoặc là trừ mà quan trọng nhất là mình phải nghe tự lắng nghe cơ thể của mình.
đấy nhá, phối hợp cùng với vợ tìm hiểu thêm xem là những cái kiến thức, xem là có cái cách nào để cho cả hai cùng thoải mái, cùng thấy không vấn đề gì nhưng mà nó lại không ảnh hưởng tới bệnh tật cũng như là sức khỏe của mình, thì chị nghĩ là ok thôi mà nhá. Vâng. Ừ, nói thêm với vợ như thế để hai vợ chồng cùng thông cảm với nhau, để rồi cùng chia sẻ với nhau không phải vấn đề này mà còn nhiều những cái vấn đề khác trong cuộc sống nữa. Chị chúc em khỏe nhé. Vâng, em cảm ơn chương trình nhé, bác sĩ ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Ninh Bình. Alo, Ninh Bình đâu ạ? Đây ạ. Dạ vâng. Vâng. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Gần 2-3 năm gần đây em cứ bị ám ảnh ấy. Cái chết ấy. Cứ lo sợ mai kia không còn nữa, không được sống tiếp. Rồi, làm sao mà phải lo sợ thế? Kiểu cứ nghĩ đến cái kiểu bây giờ cuộc sống nó quá tốt đẹp. Cứ nghĩ đến những cái kiểu ngắn ngủi quá, nó không kéo dài mãi được ấy. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 27 ạ. 27 tuổi, vợ con gì chưa? Chưa. Thế mà đã lo chết rồi. Lo sớm thế. Thì căn bản là nghĩ nó ngắn quá ấy. Có bệnh tật gì không? Không ạ. Thế à? Cứ hoang tưởng thế thôi à? Dạ vâng, cũng cảm thấy lo sợ đấy. Thế à, cả ngày lẫn đêm lúc nào chỉ nghĩ đến cái chết. Kiểu mình không được sống nữa ấy. Ừ. Thấy sợ. Thế à? Sợ hãi hoang mang ấy. Nhiều khi... Thế có người yêu chưa? Chưa. Lại chưa có người yêu nữa. Lâm rồi càng thấy tiếc nếu mà nhỡ có vấn đề gì xảy ra đúng không? Đúng rồi. Ôi dồi. Này bạn nói thế là tôi cũng đang lo này. Tự nhiên gai hết cả người ấy. Cả bạn bè thì cũng không hiểu sao sống bình thường cũng sao hóa mọi người. Nhưng mà bạn thân với lại không có. Ít bạn thân à? Ít không có ai ạ. Không có ai luôn á? Bạn bè cũng ít ạ. Bạn bè ít, không có ai sống khép mình đúng không? Thế đúng mối không? Quan hệ với gia đình thì làm sao? Hàng xóm láng giềng như thế nào? Hàng xóm xung quanh cũng không tốt lắm. Ừ, thì nhìn xung quanh toàn chả thấy ai tốt gì cả đúng không? Bạn thì cũng toàn bà bạn xấu, thì... ra là cũng chả thèm chơi nữa. Ông bà nội thì lại cũng không thương cháu nữa. Ôi dồi, thế à? Thế bố mẹ thương con không? Có, được cái mẹ rất là thương con nhưng mà bố ấy mất sớm. À thế à, ừ. Rồi, thế bây giờ đi làm ở đâu? Vừa Tết xong chưa đi làm đâu. À thế thì trước đã đi làm ở đâu chưa? Rồi ạ. Làm gì? Kỹ sư xây dựng ạ. À kỹ sư xây dựng à. Thế bây giờ chưa có công trình à? Vâng đúng ạ. Ồ thế là làm được theo công trình được mấy năm rồi? 5-6 năm rồi. À thế là tiết kiệm 5-6 năm rồi ạ. Tiết kiệm được nhiều tiền chưa? Chưa. Thế à? Được nửa tỷ chưa? Chưa. Thế à, đủ ăn rồi. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi chào con trai, chắc là phải gọi bằng bác Đoàn thì đúng đấy. Dạ vâng, đúng ạ. Hiện nay đang sống với mẹ hả con? Dạ vâng ạ, con đang sống mẹ. Với lại ông bà nội nữa? Ông bà nội không. À. Bà nội từ mặt cháu rồi. À bởi vì ba bố mất rồi đúng không? Bây giờ hai mẹ con ở với nhau. Mẹ con trẻ khỏe không? Mẹ năm nay mới có, dạ cũng trẻ, kém 20 tuổi. Ừ. Ai kém 20 tuổi? Hai mẹ con kém nhau 20 tuổi. À tức là mình thì 27, mẹ cộng với 20 nữa thành là 47 đúng không? Ừ. Này mẹ có quyết tâm ở vậy chăm sóc mình sau này bế cháu nội không đấy, hay là mẹ đang có bạn? Có bạn ạ. Ừ thôi cũng được, cho mẹ đỡ vui chứ ở nhà mình cứ lúc nào có thằng con trai suốt ngày nghĩ đến cái chết thì mẹ thì đang vui sống. Không hiểu sao nhưng mà lúc nào cũng nghĩ đến, cảm thấy sợ hãi về cái điều đấy. Rồi có ngủ được không? Có. Chưa đến nỗi mất ngủ nhưng mà kiểu có chán ăn không? Cái để... Không ạ. Không chán ăn, ăn được đúng không? Ăn được, ngủ được này. Người nó có mệt mỏi không? Không ạ. Rồi ngoài nghĩ đến cái chết còn nghĩ đến những cái gì nữa? Có ước là giá mình có bạn gái, bây giờ dắt tay bạn gái đi vào trong Phú Quốc chơi hay là đi vào khách sạn nhà nghỉ để tham quan, ví dụ thế không? Có. Thế à? Ồ thôi thế còn có cái khát vọng, tưởng còn chả nghĩ gì, chỉ nghĩ cái chết thì... Không, mình thật ra thế này này. Mình là một thanh niên sống khép kín, gia đình thì đã có con một rồi, bố lại mất sớm, mẹ còn thì... đứa em gái nữa. À thế à, em gái thì
đang học lớp mấy rồi? Đang học đại học. Thế hả? Ừ rồi. Mẹ giỏi nhờ. Đấy, bố mất sớm mà nuôi hai con học đại học thôi cũng được. Ok. Con cần điều chỉnh cuộc sống của mình. Điều chỉnh cuộc sống có một vài việc như sau. Việc thứ nhất là tăng cường giao lưu hoạt động ngoài xã hội ấy. Nhàn có gư quá thì nó vi bất thiện, rảnh rỗi quá nó sinh nông nổi. Mình đi công trình xong rồi, những lúc ở trên giàn giáo với đứng chỉ đạo anh em công trình chắc chả nghĩ đến cái chết. Mà không nghĩ gì cả. Ừ, thế vậy là cái lúc chỉ bận thì sao không rảnh, nghĩ rảnh, này. Tự dưng là lạnh những đứng. Đấy, mình thấy chưa? Ngủ là không nghĩ rồi này. Đứng ở trên giàn giáo chỉ đạo công trình không nghĩ này. Chỉ có đúng lúc rảnh rảnh. Giáo mình rồi cũng... À ừ, cái đấy thì là để vấn đề an toàn lao động thì ai chả nghĩ. Thật ra con người người ta... việc đầu tiên đang nói là lấp đầy cuộc sống của mình cho nó có công có việc. Bí quá mà không có việc gì nữa thì gọi một đứa bạn không thân lắm thì cũng có thể rủ đi uống cà phê, tốn với nó ly cà phê 25.000 cũng được, tao mời mày rồi bữa sau nó lại mời mình trò chuyện hỏi han vân vân. Đấy là việc thứ nhất là đổi cuộc, gọi là làm cho cuộc sống của mình nó bận rộn hơn lên. Việc thứ hai là phải nhớ rằng nghĩ cái chết ai chả nghĩ. Thật ra con người người ta bản thân sinh ra đã là hứa hẹn một cái chết về sau. Ở đời phải nhớ là sinh lão bệnh tử là bốn thứ mà nó đi nối tiếp nhau. Đã sinh ra thì sẽ có lúc già, già thì sẽ là ốm, mà ốm sẽ chết. Không có ai lột được, kể cả ông vua vĩ đại chăng nữa, có cố gắng kéo dài ngậm sâm ngậm nhung đi chăng nữa, thì rồi cũng đến ngày cũng phải chết. Cho nên mình hãy nhớ rằng người ta vẫn hay nói vui mà chết là cùng chứ gì. Vì mình không phải né tránh nó, mình đối mặt với nó. Ừ. Biết là cuộc đời là hữu hạn, thế thì phải cố gắng là sống sao cho nó huy hoàng rực rỡ, đúng không? Sợ ấy. Sợ ai, ai chả sợ. Bây giờ lại có người không sợ chết nữa thì quá là sợ. Một người biết sợ chết nghĩa là phải biết cách sống. Thôi biết rồi, nó hữu hạn, mình chỉ sống được đến 90 là cùng. Vậy thì bây giờ năm nay mình 27, vậy vốn thời gian của mình chỉ còn có 50 năm, năm mấy năm nữa. Vậy thì sống nhau cho nó đàng hoàng rực rỡ, lấy vợ, lấy con, sinh con rồi kiếm được nhiều tiền, rồi đưa mẹ đi du lịch, bù đắp cho mẹ để đỡ khổ. Để sau này đến một ngày mà trời gọi mình phải đi ấy, mình cũng thấy thanh thản là tất cả mình sinh ra ở đời mình đã sống trọn vẹn một kiếp người, đúng không? Và một điều thứ ba mà con cần làm, nếu có thể có được thời gian là chưa có công trình ấy, mà tháng riêng tháng hai rỗi, tham gia một khóa tu ở trong, tu không phải là đi tu nhé, không phải là cạo đầu rồi để rồi mà xuất giá rồi, mà đi một khóa tu để nghe các thầy giảng cho, để chúng ta đối mặt với cái chết, đối mặt với thực tế cuộc đời, để chúng ta nhìn thấy cái chết nó tựa lông hồng, đúng không? Lông hồng là lông cái con chim hồng ấy, con chim hồng nó giống như con chim hạc ấy, nó rất là nhẹ. Bởi vì sống được khó chứ còn chết thì ai chả phải chết. Và ta đón nhận nó một cách rất là bình thản. Nếu chẳng may một ngày nào đó mà ta không được nữa thì ta cũng không ân hận, vì ta sống thật sự quá ngon lành rồi. Thế thì sợ chết thì cố gắng mà sống cho nó tốt đẹp, tử tế, đàng hoàng, vui vẻ, huy hoàng rực rỡ nhá. Đấy thì ba việc con cần làm. Thứ nhất, lấp đầy cuộc sống mình, không cho rảnh rỗi để mà nghĩ linh tinh. Thứ hai, phải thừa nhận rằng cái chết là một thứ mà ai cũng sợ, nhưng mà tuy sợ nhưng nó vẫn phải đến với tất cả mọi người, từ một người bình thường cho đến những ông hoàng bà chúa. Và việc thứ ba là nếu có điều kiện thì tham gia các khóa tu để mình chuyển dịch cái tư duy của mình, để mình đối mặt với những cái khó khăn trong cuộc sống. Con bây giờ hơi giống một cái người mà rất sợ tai nạn giao thông, cho nên là tốt nhất là không đi ra đường, cứ ngồi trong nhà. Thế thì làm sao mà ta còn sống là còn phải đi ra đường, mà ra đường là phải tham gia giao thông. Có điều là chúng ta phải có cái kỹ năng để mà làm sao để nó hạn chế tai nạn thì mới là điều quan trọng, chứ không phải sợ tai nạn thì đang thế thì không đi nữa, đúng không? Nhá, ba việc cần làm, lưu ý như thế đi. Rồi, bạn đã nghe rõ rồi chứ? Rồi ạ. Cảm ơn chương trình ạ. Đừng bi quan nữa nhá. Cảm ơn anh Đinh Đoàn. Các bạn thân mến, chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hải Dương. Alo, Hải Dương đâu ạ? Câu hỏi của em là về hôn nhân gia đình ấy, là vợ chồng em là lấy nhau được 14 năm. Và hiện tại giờ chồng em cũng ở nhà. Em có hai con rồi, một con năm nay 15 tuổi và 16 đến 9. Em bây giờ chồng em là từ ngày em lấy chồng giờ là chồng em chơi bời cờ bạc, không quan tâm đến gia đình hết. Sau năm nay là em vẫn ở chung với bố mẹ chồng, mà bố mẹ anh chỉ hỗ trợ một phần ở đấy, còn tất cả là đều em hết, còn chồng thì không trợ cấp được một phần một cái gì phải cho con hết.
Rồi. Chồng em năm nay là khoảng 5 rồi đây. Là cứ gọi điện về là xin vợ con là rồi bảo là làm đơn đi qua cả cứ một tí nữa đi, nhưng mà từ trước giờ em nghĩ đến gia đình nhà chồng và con cái. Nên là em cứ cố, nhưng mà đến hiện giờ thì bây giờ em cũng nói với gia đình nhà chồng là bây giờ con cũng cứ chịu đựng con quá giới hạn rồi. Thì con cũng muốn là làm đơn, nhưng mà gia đình nhà chồng từ các bà cô chú thì ai cũng bảo là mày không thể phải đi đâu, cứ ở đây. Nhưng mà em nghĩ là bây giờ ở đây thì mình phải phụ thuộc nhiều cái. Rồi, tóm lại tức là năm nay bạn bao nhiêu tuổi nhỉ? Năm nay em 35 tuổi ạ. 35 tuổi, thế và anh ta đi đâu bạn có biết không? Chúng em hiện giờ đang làm ở Đài Loan. À, mấy năm anh ấy ở bên ấy rồi? Từ ngày con em mới sinh, bây giờ cháu lên 9. Tức là 9 năm nay, chục năm nay là anh ta không ở Việt Nam. Anh ta có về chơi lần nào không? Dạ không ạ. Ồ, thế và bây giờ anh ta đòi là ly hôn? Vâng, ý là chưa mời còn gạt đấy. Xong là em cứ nói họ mấy kia đấy, thì tôi bảo là mày ở với tao mày còn khó, tốt nhất là mày làm đơn đi. Rồi, thế nhưng mà 9 năm nay thì anh ý có chu cấp, trợ cấp và gửi tiền về không? Dạ không ạ, tưởng ấy, tưởng là từ ngày em lấy chồng mà em chưa biết còn đồng tiền của chồng như này. Rồi. Thế anh ta chơi bời cờ bạc thì cũng có ở nhà đâu. Anh ta làm bao nhiêu thì anh ta chơi bên ý, đúng không? Hay là bảo bạn gửi tiền sang để chơi? Ngày xưa là bắt đầu mới lấy đấy. Là cũng đi chơi bời trong cắm xe cắm cửa. Nói dù là gia đình cũng trả lợi nhiều rồi. Rồi. Nợ là nhiều thì em để ăn trắng đầu tiên đấy. À, được gần 2 năm thì là chơi bời nhiều quá đấy. À, hai vợ chồng đi Nga. Đi Nga làm được thời gian thì về cũng gọi là thêm với ông bà được ít tiền, làm mới ra nhà ăn cửa, thì em bắt đầu xin cái thứ hai. Rồi, thì về thì cũng muốn là đi nữa, nhưng mà gia đình không muốn đi, nhưng mà về được một thời gian thì vẫn cứ chơi bỏ rượu chè đến đêm ấy. Rồi, tóm lại là bây giờ ba mẹ con bạn ở cùng với ông bà nội đúng không? Vâng. Rồi, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng ạ. Rồi, xin chào. Em chào chú ạ. Ừ, mình đang làm ở công ty đúng không? Dạ vâng. Thu nhập có được không? Dạ, cháu làm công ty may thì thất thường tháng là được 10 triệu, có tháng 7 triệu ạ. Ồ, thế hả? Thế xong rồi là hai đứa thì một đứa tận 15 tuổi rồi, một đứa 9 tuổi đúng không? Dạ vâng. Hai đứa đi học mà từ trước giờ thì suốt 9-10 năm nay là ông đi Đài Loan là chẳng được một đồng nào gửi về. Và một mình thì nuôi hai con ăn học, đồng thời là còn phải chăm sóc bố mẹ già cho anh ấy. Dạ không, bố mẹ là anh ấy thì vẫn đi làm thêm rồi ạ. À, ông bà cũng có lương, nên là về phần ông bà là cũng không phải hỗ trợ gì hết. Rồi. Nhà anh có nhiều anh chị em không? Hay có mỗi mình con trai duy nhất? Dạ, nhà có ba anh em, nhưng mà một người chồng là con trai, còn hai cô em gái. À rồi, rồi. Bên nhà mình thế nào? Ông bà ngoại còn khỏe dạ, không? Nhưng nhà cháu thì bố mẹ năm nay hai bên đều 65 tuổi. 65 đúng không? Mà ông bà cháu ngoại... lấy chồng xa. Mình ở quê ở đâu? Dạ, cháu cũng ở Hải Dương nhưng mà cách nhà 33 cây. À, ở trong huyện nọ, huyện kia thôi đúng không? Thì đúng là 10 năm nay mình có chồng như không? Không, là từ ngày cháu lấy chồng, từ ngày lấy chồng giờ thì trừ cái việc hai lần là có hai đứa con, còn lại thì có chồng như không, không trách nhiệm, không yêu thương, không đóng góp, và cũng chẳng gần gũi, nói chung là đúng là còn xa, nhưng mà cứ còn hay sinh sự gọi điện về nói chuyện toàn mày tao. Mình có nghĩ rằng ông ấy có người phụ nữ khác ở bên ấy không? Vấn đề đấy thì cháu thoải mái, cháu không bao giờ không nghĩ đến, kể cả là lấy từ sáng cho con vợ. Nhưng mà cái của cháu là bây giờ là kể cả là sống không nên không quan tâm đến vợ con, nhưng mà là có trách nhiệm với con cái. Nhưng ở đây không. Thôi mình mong muốn thế, nhưng một người đàn ông đã thiếu trách nhiệm, ông cũng gần 40 tuổi rồi, cũng người ta ở trong nước, người ta còn đi cày thuê cuốc mướn, còn đi bưng bê quán phở, người ta cũng vẫn gom góp tiền để ta nuôi con ăn học. Nhưng mà đây một người mà đã đi gọi đi làm thuê, đành rằng làm thuê, nhưng mà ở Đài Loan thì thu nhập chắc chắn nó cũng sẽ khá hơn ở Việt Nam, mà người ta đi là đi để cứu nhà, thế mà đây đã không đóng góp một điều gì, thế là một điều rất là đáng tiếc. Trường hợp của mình thì đúng là có như không, nhưng mà cũng có nhiều thứ ở trong đời ấy mà. Trong cơ thể chúng ta nó còn cái đoạn ruột được gọi là ruột thừa. Thì người ta chung sống với cái đoạn ruột thừa ấy, tức là có như không, đã là ruột thừa nó chả có chức năng nhiệm vụ gì, nhưng mà cũng không nhất thiết lúc nào cũng phải cắt đi.
Thế thì mình có hai trường hợp. Một là cứ để thế, bao giờ quá mức chịu đựng không cần gì nữa thì 10 năm nay, mười mấy năm nay coi như cũng tự làm, tự ăn, tự nuôi con, mình cũng coi như chết rồi đi. Coi như ông ấy chết rồi. Ít nhất thì mình cũng bây giờ còn đang ở cái nhà an toàn. Trong đó cái nhà ấy cũng có một phần đóng góp của mình là đi hồi đi Nga về, đúng không? Có một chút kinh phí chứ cũng chẳng phải là ở nhờ ở đợ gì. Đất thì của ông bà nội rồi, nhưng mà cũng có công sức của mình ở đấy. Mình cũng vẫn còn khỏe, cũng còn đi làm, chăm cho con nó học rồi. Cũng may là bây giờ nó không còn phải 3-4 tuổi để mà bế ẵm rồi bú mớm hàng ngày. Mà các con thì quan trọng nhất là một đứa 14-15 rồi đấy, quay đi quay lại là nó thanh niên đến hơi ấy. Cho nên là ngoài chuyện mà đi làm ra, mình lưu ý cái chuyện con cái học hành với lại nó giao lưu bạn bè. Bởi vì mình đôi khi cứ bận rộn quá không để ý là cũng, lúc quay ra là con mà nó chẳng may nó vướng vào cái chuyện này chuyện khác thì còn khổ rất là nhiều. Xác định coi như ông ấy không có đi nhá, thì là mình còn có nhà, mình có chồng, mình có con, mình có cuộc sống yên lành. Chứ lúc này mà điên quá lên cắt lên thì việc đầu tiên ấy là nó giải tỏa được cái ấm ức cho mình. Thế nhưng mà rồi mình dắt túi, không lẽ chia tay nhau xong cứ ở với ông bà nội? Khó lắm đúng không? Đợt vừa rồi cháu cũng nói với cả gia đình bên hàng lõi đấy, nói với các cụ nhà cháu đấy. Các cụ đưa bảo là mày nếu mà mày quyết định mày bỏ nó đấy, thì giữa mày với nó thì là hết tất cả còn giữa chúng ta và gia đình trên nhà mày. Và mày thì là vẫn như thế, mày cũng không phải đi đâu hết, mày cứ ở đây. Thế nhưng mà cháu bảo là cháu bỏ, cháu đã phụ rồi, mày cháu không ở đây thì sao thì cháu ở nhà. Còn rồi thế thế chứ. Thời gian không có nhiều để chúng nó ngắn gọn thôi. Tức là trường hợp của cháu thì đấy, một là cứ duy trì như thế này nhé. Ít nhất nó được một cái sự ổn định, mình chỉ được một chút nhưng mà mình phải thay đổi cuộc sống của mình. Ngoài đi làm ra mình chăm lo cho bản thân, mình yêu thương mình. Có bạn có bè mình cũng cởi mở, chẳng được gì mình phải giữ gìn một cách nó quá đáng, nó khổ ra. Thế còn thì bước thứ hai là thì liều thì chia tay. Nhưng mà chia tay thì cũng có cái khổ là bây giờ mình quay về ở nhà ông bà ngoại. Ông bà ngoại cũng sáu mấy rồi, mình đi lấy chồng mười mấy năm nay chả giúp gì được, nay về lại phiền ông bà. Ông bà đến lúc cũng cuối đời tuổi già thấy con như thế cũng buồn, cũng khổ, đúng không? Ra như thế này này, cháu hiện nay cháu đang gặp một cái người làm cùng công ty, anh ấy yêu thương cháu lắm mà anh ấy vợ anh chết rồi hay anh ly hôn. Ví dụ thế. Không không, đang nói rằng nếu trường hợp mà cần phải bỏ ngay để có cái giấy mà gọi là đang quyết định ly hôn để mà mình còn bước tiếp ấy thì mới làm. Còn hiện nay cắt hay không cắt thì cũng cứ để đấy, cũng giống như cái đoạn ruột thừa ấy, nó chưa viêm nhiễm gì thì cứ chung sống với nó đã nhá. Rồi, bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn rồi chứ? Hy vọng bạn luôn luôn gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống và tình yêu nhé. Thưa các bạn, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Bình. Alo, Thái Bình đâu ạ? Alo. Tôi đang nghe đây ạ. Alo, chào em. Chị ở Thái Bình em ơi. Dạ vâng ạ. Chị có câu hỏi muốn hỏi chương trình tư vấn cho chị, vì chị có một cô con gái. Dạ. Năm nay là cháu 29 tuổi rồi. Dạ vâng. Thực ra là nói là cháu có cái bộ phận về cái vòng một ấy, dạ, nó không phát triển, nó so với các bạn lứa tuổi cháu rất bé. Vâng. Mà chị ngày cái năm mà cháu 18-19 ấy, chị đã dẫn cháu đi Hà Nội khám. Vâng. Thì bác sĩ ở trên Hà Nội cũng có tư vấn nói là thứ kệ cháu, để khi cháu lớn lên thì cháu có yêu đương vào cái kích thích cái hormone gì trong cơ thể đấy, dạ, thì vâng, cháu sẽ phát triển ra. Nhưng mà thời gian quãng dài lắm rồi mà cháu nó cũng không có gì thay đổi cả. Nên là chị muốn lên hỏi chương trình thay cho con gái. 29 tuổi mà chưa lấy chồng à? Cháu chưa. Thế là yêu đương thì chưa? Cháu cũng chưa đâu, vì cháu mải học hành lắm. Ôi dồi ôi, thế bây giờ học đến tiến sĩ hay thạc sĩ? Cháu ở thạc sĩ rồi. Thế à? Thế là quên chuyện chồng con luôn à? Đấy, vâng, thế nên là chị hỏi. Nhỏ là nhỏ như thế nào? Để cháu chỉ lú nhú như quả cau thôi. À thế à? Chắc là chưa có cậu nào động chạm đến. Đâm ra cái hồi 18-19 tuổi chị đã thấy là của con nó nhỏ đã đưa đi khám rồi đúng không? Và bác sĩ bảo hoàn toàn bình thường, chỉ đợi tăng cái tuyến hormone nào đó. Mà khi có chồng có con thì có khi nó lại phát triển. Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ tâm sự với chị nhé. Ơi, chị chào em. Vâng, em chào chị ạ. Nghe tuổi mẹ trẻ quá, thế mà đã có con 29 tuổi á? Em năm 2 rồi ạ. À, năm 2 à? Nghe tuổi trẻ vâng. Nhỉ? Vâng. Thế ngoài cái vòng 1 không phát triển thì cái vòng 3 như thế nào? Vòng 3 rất là ngon lành, nở lang mà người ta bảo là
hậu rất đẹp là đang mà ok rồi, kinh nguyệt thì có đều đặn không? Đều, tháng nào cháu cũng đều à, đấy. Mất một gì cả. Thế thì cái cấu tạo của ngực ấy mình vẫn cứ hy vọng là nó đầy đầy to to đúng không? Em muốn nó nảy nở như các bạn đồng lứa. Nó nảy nở. Thế thì phải đợi xong rồi yêu đương vào, xong rồi nó có kích thích, xong hormone nó mới dâng trào lên. Tuy nhiên là đa số là như thế, nhưng cũng có những người mà vòng 1 rất nhỏ, vòng 3 rất to. Lại có những người vòng 1 rất to mà vòng 3 rất nhỏ. Thế thì bây giờ như này, cái lo lắng quá của mình là ngực nó không nở nang thì mình phải hiểu cái cấu tạo của ngực ấy. Thì nếu như mà mình, cháu nó có béo không nhỉ? Nó sức khỏe chung nó thế nào? Cháu thì khi em đưa cháu đi Hà Nội khám 18-19 ấy, về em tìm hiểu và cho cháu ăn những cái thứ gì, ví dụ như đu đủ chanh này để linh lấu cháu ăn để cho nó phát triển đấy, cậu không ăn thua. Thế thì cháu thì cháu tầm khoảng 52 cân. Vâng, mông đùi nó rất to nhưng mà mỗi bộ phận ngực cao cháu 1 mét bao nhiêu? 52 cao 1 mét 60. Cao 1 mét 60. 1 mét 60 hả? 60, 52 hơi ok, cũng không phải là béo đúng không? Thế mà lại là một cái cô gái mà cứ cắm đầu cắm mặt vào sách vở nhỉ? Cái ngực nở nang rồi, cái nửa dưới nở nang, nó cũng chứng tỏ là cũng có dậy thì, đúng không? Cũng có phát triển. Tuy nhiên là cái vòng ngực ấy, như là cái bộ ngực ấy, đúng là cái bộ ngực ấy, đúng không? Thì mẹ vẫn cứ mong muốn là nó to hơn thì nó chưa được như ý. Thì bây giờ mình phải hiểu là cái cấu tạo. Thì cái thứ nhất là nó, cái ngực đấy nó gồm có lớp cơ này, lớp mỡ này và các tuyến sữa. Thế thì thường ở những cái người mà gầy hoặc nội tiết nó cũng vừa phải ấy, nó không nhiều lắm ấy, hoặc không có cái gì tác động đến ấy, thì cái lớp da, lại lớp cơ và đặc biệt lớp mỡ nó ít. Cho nên rằng là trông nó không được nở nang. Thế nhưng mà nó lại không ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản. Bởi vì cái tuyến sữa khi mà con gái mà chưa đến cái tuổi, chưa đến, tức là chưa có em bé và cái tuyến sữa nó chưa phát triển ý, thì nó vẫn cứ ngon lành, nó nằm đấy. Và đến khi nào mà có thai thì tuyến sữa nó phát triển thì nó sẽ nở nang ra nhá, nó sẽ làm cho ngực nở nang ra. Như vậy thì để có hai thứ mà mình cần phải lo. Một là lo đến cái chức năng sinh sản, tức là sau này không biết nó có ảnh hưởng gì đến tuyến sữa không. Hai là lo đến thẩm mỹ, tức là muốn nó cũng phồng phao một chút ấy, thì tùy mức độ ưu tiên của mẹ và của con gái mà mình lựa chọn. Nếu mà cũng mong muốn là nó nở nang hơn, rồi là xác định như nào đấy, thì mình đi khám một lần nữa đi, để kiểm tra xem, siêu âm xem là nó có vấn đề gì về cái cấu tạo của tuyến sữa không. Thế còn lại mà, hoặc là thử nội tiết người ta nói là bình thường, thì bây giờ chỉ còn là ăn uống bồi dưỡng và nói với cháu là nó tập thể dục ý, có các cái động tác, tức là nó có cái dây chun ấy, xong kéo sang ngang ấy. Chị cứ tưởng tượng là để cho cái cơ ngực nó phải hoạt động nhiều vào, thì cái lớp cơ nó sẽ tăng lên, và có thể tự con massage ấy, đấy, để kích thích cái vùng đấy để nó phát triển. Bây giờ cũng không khẳng định được cái gì mà mình muốn thẩm mỹ, mà muốn thẩm mỹ thì có thể là mặc áo lót, đúng không? Thế còn muốn xem đích thực là nó có ảnh hưởng gì không ở cái nội tiết ấy thì phải đi khám nha. Rồi, chị đã nghe rõ những lời chia sẻ của bác sĩ Vũ Minh Phượng rồi chứ? Xin chào chị nha. Cảm ơn bác sĩ. Dạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Alo, Hà Nội đâu ạ? Alo? Vâng, em đang nghe đây ạ. Câu hỏi của bạn là gì? Em hỏi là vừa thì em nó đi ngoại trình, thế nhưng mà giờ về ở với nhau nhưng mà thấy không khí nó tán quá, em nhờ chương trình tư vấn cho em với. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em 43. Thế à, thế vợ bao nhiêu? Vợ 40. Cô ta ngoại tình à? Dạ vâng ạ. Ngoại tình lâu chưa? Được 3 tháng nay rồi. 3 tháng nay là bạn phát hiện ra 3 tháng nay đúng không? Dạ vâng. Và vẫn ở về ở cùng nhau à hay thế nào?
Dạ vâng, vẫn ở về cùng nhau. Thế thì khi mà bạn phát hiện ra thì có phản ứng như thế nào? À, lúc đấy thì cũng xin để về để làm ăn, nhưng mà trong cái cuộc sống giờ bí tắc quá, bí tắc quá. Ờ. Nhờ chương trình để. Rồi, thế là cái cô ta cặp bồ với anh chàng ở tận đâu? Cát Quế, ngoài Đức. À, thế còn nhà bạn thì ở đâu? Em ở Trường Mỹ. À, Trường Mỹ, ngoài Đức là gần nhau đúng không? Thế anh, cái hoàn cảnh của cái anh kia thì như thế nào? Bạn có tìm hiểu được không? À, cũng tìm hiểu hoàn cảnh của anh kia, nó bỏ vợ. À, thế bây giờ là làm sao mà quen nhau như thế nào mà vợ bạn lại quen anh nhỉ? À, thấy vợ em nó khai ở trên Facebook. À, quen trên Facebook đúng không? Rồi. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Chào em. Vâng, em chào anh Đinh Đoàn. Em mới nghe chương trình của mình suốt. 43 hả? Năm nay 43. Các cháu lớn chưa? Cháu lớn 22 rồi. Ủa thế hả? Con trai hay con gái? Con gái nhỉ? Lên ông ngoại chưa? Cháu chưa. À, em chưa. Cháu nó còn đang đi học. À, thế hả? Thế còn thằng đứa sau là thằng cu à? Vâng, em ba cháu. À, ba cháu rồi. Hai cháu gái với một cháu trai ở cuối. Em làm ăn gì? Em làm ở nhà, làm nghề hay đi công ty hay làm nông? À, em làm chăn nuôi anh ạ. Trang trại. Vợ cũng thế hả? Ông vợ em đi làm công ty. À, vợ làm công ty. Và cái chắc cái cậu kia cũng là cái cậu làm công ty đúng không? Không, với cậu ấy thì em tìm hiểu thì là cũng chăn nuôi. À, vợ nó đi nước ngoài về là nó bỏ. Rồi xong rồi lên mạng kết bạn Zalo, Facebook xong rồi nhắn tin chuyện trò với nhau. Khi mà em phát hiện ra xong rồi em hôm ấy em làm có căng không hay là mình nói cái gì xử lý thế nào? Em làm lúc ý là nói thật với anh là lúc cả giận mất côn, em làm căng thì vợ em nó khai. Căng là làm gì, đánh hay đập hay là không, dọa? Có nghĩa là cứ nói thì họ vợ nó đưa lên cái chỗ ý, và em cũng có người biết là ở đấy rồi, đến sau rồi ép nó khai. À, ép vợ là phải chở mình lên chỗ nhà cái cậu ấy hả? Ừ, lên chỗ nhà nghỉ. À, tức là đâu, cô ngủ với nó ở chỗ nào, đưa tôi đây tôi sang cái nhà nghỉ ấy hả? Dạ vâng. Xem làm gì? Vâng, thế em nữa cả giận mất khôn đấy. Thôi thế xong cô khai thế nào? Tí rồi vì nó khổ quá, gia đình cái quá nhỉ. Tất nhiên rồi, còn cái các lời các cháu lớn rồi mà em thấy bí tắc quá. Anh hiểu, đối với một người đàn ông mà chả phải đàn ông, đối với ai cũng thế thôi. Cái chuyện mà vợ mình hay chồng mình mà cặp bồ không chung thủy là một cái nỗi đau cực kỳ luôn, mà nó là một vết chém mà thật sự rất là lâu lành rồi, nó cũng lành nhưng rất lâu lành. Em ngắt lời anh. Em cũng rất đau khổ lắm, cũng muốn bỏ qua, nhưng mà giờ vợ em nó cứ kiểu hắn cứ kiểu nó cứ tư tưởng anh ạ. Tất nhiên anh rồi. Anh cho em một lời khuyên là có nên chung sống tiếp hay là em ơi là... sau mỗi một vụ thế này em phải ngồi ngẫm lại rút kinh nghiệm. Mình nuôi lợn, cậu kia anh chỉ nuôi lợn, thế mà vợ mình thì lại đấy đi với cậu ấy đi nhà nghỉ, xong rồi bây giờ bị chồng bắt được rồi, hứa hẹn rồi mà vẫn cứ tơ tưởng vậy, chứng tỏ cái người nuôi lợn kia ấy, người ta có cái gì để mà nó hấp dẫn mình, xem mình sức khỏe thế nào, hay là mình chỉ có lao vào nuôi lợn thôi, mình cũng không chăm sóc gì vợ con. Cô mới có ngoài 40 đúng không, tuổi cũng tuổi đang háo hức, lại còn đi làm công ty, lại nó sẽ ăn mặc lại sẽ đẹp, phải diêm dúa, không phải là đẹp lắm nhưng mà nói chung cũng nó không phải vất vả như làm nông. Thế rồi là cũng bây giờ rất anh đúng là từ ngày quen nó rồi ăn mặc thì phấn phấn son chỉ để ghê lắm. Thì đúng rồi, chứ cần thế chứ không nghĩ đến gia đình nữa. Sáng ra đi xem máy xong rồi bộ nào đẹp thì mặc, xong rồi để bờ làm sao hết ca, lại còn hẹn gặp anh ở trên bờ đê sông Đáy hay là trên sông Tích, sông Đà gì đó. Chả làm gì, đứng với nhau một lúc, ôm nhau một tí nó cũng dễ cái chịu cái con người. Em thứ nhất là ở cái tuổi này rồi mình cũng không nên quá bồng bột. Con thì cũng 20 mấy rồi, mình cũng sắp lên ông ngoại rồi, mình có ầm ĩ mình bỏ vợ bây giờ thì thật ra cái người xấu hổ ở đây mình cũng là người một phần đấy. Chả dạ, ai vâng. Ai người ta khen ta bảo à thằng này chả biết sống nào, như vợ nó đi cặp bồ giờ bỏ.
chứ cũng chả phải là mình cao thượng tử tế gì. Cho nên anh nghĩ là sau mỗi vụ cháy nhà thì mình phải gia cố lại, mình phải xem là hôm ấy cháy là do đâu, chập điện hay là mình thắp hương thắp nến hay là mình sơ ý que hàn que hiếc, để mà mình rút kinh nghiệm lần sau nó không cháy nữa. Còn cháy thì nó cháy mất rồi, may là mình dập được, ví dụ như thế, đúng không? Chứ đúng còn tất nhiên cần phải có thời gian thì nó mới nguôi ngoai cái chuyện này. Nhưng mà nếu mà nguôi ngoai, mà muốn để nó nguôi ngoai thì mình phải đổi mới cái cuộc sống của mình ấy. Mình cũng thôi thì cũng mới 40 mấy, bên cạnh nuôi lợn nuôi liếc ấy. Có trang trại không hay chỉ nuôi mấy con ở nhà? Em trang trại nuôi gà ấy. Thế à? Có khá không? Sao không lôi vợ về trang trại, hai vợ chồng, một người giám đốc, người phó giám đốc trang trại, rồi nó ríu rít bên nhau. Rồi hôm nào mà ngày nghỉ thuê thêm người làm đi, ngày nghỉ ngày giấc thì vợ chồng cũng đấy, vợ ăn mặc son phấn như thế, mình cứ cái quần đùi xà lỏn lồng lộng đi lại ở trang trại trông nó cũng thiếu hấp dẫn, trong khi thì người kia thế nọ thế kia. Xong rồi đến cái tuổi này bớt nhậu đi, mình cũng đi đạp xe đạp buổi chiều đi, sáng rồi đi bộ, trong người trông nó ngon ngon một tí. Tóc chẳng may có bạc thì khi nào cắt. Vâng, em ngắt lời anh, em thì thật ra là em nghĩ em lại chịu khó quá. Em là sao? Em nghĩ là em cứ chịu khó làm quá nên là không nghĩ ai nghĩ được vợ con thế anh. Thế là mình cứ chịu khó làm để lo lắng cuộc sống. Thế là cũng thật ra là cũng không nghĩ là vợ mình nó lại thế anh ạ. Thật ra thì nhiều người cũng nghĩ thế đấy. Cứ nghĩ rằng là đối với tôi còn lấy nhau rồi quan trọng gì, chủ yếu là lao vào làm kiếm tiền nuôi con. Nếu mà được người vợ mà người ta trân trọng chồng thì cái đấy cũng rất là tốt, chứ không phải rằng là em gì. Thì nó thật là cái cơ bản thì nó cũng vất vả, con cái nó cũng vất vả, ốm đau, mình một mình là bồng bế rồi gánh vác, vợ nó đi ốm yếu suốt. Cô còn đi làm công ty được, mình ở nhà vừa chăn lợn còn cả chăm con, hỏi ra mình tề ra nội trợ nó giỏi quá này sao. Vợ đôi khi nhàn quá, nhàn cư vi bất thiện. Nhiều người đi làm công ty, có phải cái ai đi làm công ty cũng phải cầm bồ đâu, đúng không? Hết giờ rồi có khi là mong muốn rằng là làm tăng giờ lên để tăng thu nhập, để bởi vì ví dụ làm có một ca thì 7 triệu, mà ca rưỡi mỗi ngày hàng ngày kéo dài thêm 2 tiếng, tháng đã được thêm mấy triệu nữa để cùng với chồng nuôi con. Hết giờ vội vội vàng vàng về nhà cùng với chồng làm thêm việc nhà hoặc là chăm sóc con cái. Nhưng vì ở đây mình cũng là cái người đã em mới hỏi anh là bây giờ là cuộc sống của vợ chồng em thì nói chung là bỏ là nhà em nó không dám bỏ. Thế nhưng có cái là nó cứ tư tưởng đấy anh ạ. Em ơi, tư tưởng chắc chắn rồi. Người ta bảo đã thích nhau, người ta bảo một đêm nằm bằng một năm ở. Không phải là chỉ yêu đương trên mạng mà đã tự gặp nhau, đã đi nhà nghỉ, nghĩa nó để lại ấn tượng ngon lành cành đào lắm ấy. Thế cho nên là... Anh bảo là cho em lời khuyên là có nên đi tiếp thì em khổ quá. Thì làm cách nào anh? Em đi tiếp là đi đâu? Tức là có chung sống tiếp không hả? Chung sống với anh đang nói mà. Anh đang nói mà. Phá thì dễ nhưng mà tiếp tục thì khó. Nhưng mà khó vẫn có thể làm được. Thứ nhất là đợi thời gian, nó mới nguôi ngoai được. Việc thứ hai là mình cũng chăm sóc bản thân đi. Mình cũng bơn bớt các cái công việc đi. Mình nói thế chứ áo quần cũng tươm tất tất một tí rồi. Thỉnh thoảng cũng giao lưu bạn bè, thứ bảy chủ nhật cũng xe máy xe miếc lên Xuân Mai, đi lên Sơn Tây, ngồi làm ly cà phê. Tức là mình đừng để cho cái hình ảnh là một cái lão này suốt ngày cắm đầu với mấy con lợn về trông phát chán, ví dụ như thế. Tất nhiên mình làm không phải là tội lỗi gì vì thức ăn, nhưng mà về mặt cảm xúc ấy, nhìn ấy, đi ra ngoài thì nhìn thấy mấy anh kỹ sư ở trong công ty nó cứ ngon ngon, về thì thấy ông em này... thì em nói lời bác là em thì hắn yêu thương vợ lắm, thế nhưng mà không ngờ lại thế. Thế là thì... sự việc lúc xảy ra đến giờ là cuộc sống gia đình nó đảo lộn rồi. Em thấy bí tắc quá bác. Thứ hai bác Minh Đoàn rồi, nhưng mà bế tắc đừng để làm cho nó bế tắc hơn. Đừng chuyển từ cái nỗi buồn này sang nỗi buồn khác hơn. Hiện nay em còn giữ nguyên gia đình, em còn có công việc, em còn có đàn lợn, em còn có 3 đứa con. Không có ai biết là chuyện nhà em nó lại đang gì đó. Thế nhưng mà nếu mà em mà bế tắc, em bảo rằng không đi tiếp nữa, điên lắm rồi, vẫn tơ tưởng xong rồi cắt mà ly hôn, thì việc đầu tiên là con cái cũng ly tán, hai nữa mình cũng chả tập trung mà chăn lợn chăn gà, có cái nhà cái cửa, có đồng tiền tiết kiệm nào lại chia đôi chia ba.
thế rồi mọi người cũng 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 nhìn nhận đánh giá mình nó cũng không hay, cho nên là tiếp tục đi nhưng nhớ là phải cải thiện cái hình ảnh của em bản thân. Lời bác em đang làm ăn là cũng kiếm cầm lắm, mà từ lúc là phát hiện vợ ra thế là nó lùm xùm ra om ra đấy, là từ lúc đấy chán thì không có làm ăn thì suy sụp tư tưởng rồi công việc càng bế tắc này nhỉ. Trả tội gì, chính lúc này lúc mình lại phải càng làm cho mình hơn hớn, mình tươi lên, mình áo quần đẹp, xong rồi đi nhuộm tóc nhuộm tai, mua đôi giày đẹp về, thấy xe máy xe miếc thơm lừng lên á, vợ nó nhìn thấy nó khác hẳn, không khéo mình vớ vẩn lão này giờ có vẻ có bồ hay sao á, chứ còn đang làm ăn xong bây giờ mình lại suy sụp, mình ngồi suốt ngày ngồi nhìn mấy con lợn thôi mình khóc mà, thế rồi nó ngày càng càng chán. Lúc này đang có đầu có còn đang tơ tưởng cái đối tượng kia thì mình phải làm cho hình ảnh của mình nó đẹp lên nhá. Anh bác cho em hỏi là em có nên tìm cái người kia để nói chuyện với người ta không? Thôi em ạ, bởi vì thật ra người ta chẳng phải là đến nhà mình, người ta bế vợ mình đi. Ở đây cũng tại anh, tại ả cả đôi bên vợ mình là người mà thích người ta rồi hẹn người ta ra nhà nghỉ. Chứ giá mà lão ấy đến cổng nhà mình huýt sáo xong rồi câu kéo vợ mình thì bảo là người ta chim chuột vợ mình. Nhưng còn đây lỗi là người nhà mình nhá. Bạn đang nghe rõ rồi chứ, hy vọng là bạn sẽ lấy lại cân bằng cuộc sống nhá. Xin chào bạn. Dạ vâng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hà Nam. Alo Hà Nam đâu ạ? Em có đặt vòng 9 năm rồi ạ, nhưng mà cái đợt vừa rồi em mới cáo ra được 1 tháng, sau đó em đặt lại thì lại không đặt được nữa. Thì em muốn hỏi xem là cái người ta bảo là có khi là phải cái lăng nó dính cổ tử cung ấy ạ. Thì là cái thời điểm long và cái long đấy nó có nguy hiểm hay như thế nào không ạ? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 44 tuổi ạ. Thế mà 8 năm nay là đặt vòng đúng không? Em đặt 9 năm sau đó em tháo ra. Em tháo ra xong thì 1 tháng sau em mới đi đặt lại. Lúc tháo thì không sao cả, nhưng mà khi đặt lại thì lại không đặt được nữa. Bác sĩ bảo sao mà không đặt được? Bác sĩ bảo như kiểu cái cổ tử cung nó bị dính hay sao ạ. Nhưng mà cái sau cái tháng đấy em vẫn là vẫn có kinh, và em sau hết kinh khoảng 2 hôm thì em mới đi đặt. Rồi bác sĩ Vũ Minh Phượng xem hiện tượng đó là sao nhá. Dạ, chị chào em. Dạ chào cho cô ạ. Thế sau khi mà tháo xong ấy, tháo vòng ấy, mình có dùng cái đợt kháng sinh nào không? Dạ không ạ, không tại hả? Vì là khi mà tháo ra thì em trước đấy cũng, cháu trước đấy là cũng không bị viêm mà tháo ra thì nó cũng không sao cả. Khi mà tháo ra thì nó cũng dễ tháo, nên là cái bác sĩ tháo, bác ấy bảo là không phải uống thuốc. Thế và bây giờ nó dính thì... nó dính thì là người ta khám thì người ta nhìn thấy dính thì người ta bảo dính. Thế còn lại thì tức là nó có thể dính chặt và nó có thể dính vừa vừa. Thông thường cái hiện tượng dính ấy là của viêm nhá. Cho nên em bảo là cái nguyệt nó vẫn ra thì nó vẫn ra được, bởi vì nó chỉ cần một lỗ nhỏ nhỏ thôi là nó ra được. Nhưng mà để mà đặt vòng vào thì nó lại cần mở hơn. Thế thì bác sĩ bảo không đặt được vì nó dính. Thế họ có cho mình giải pháp gì không? Hôm bị hơn cũng không ạ. Họ bảo dính không đặt được, thế là về. Họ chỉ bảo là thôi để đến tháng sau, nếu mà bao giờ đến đầu kỳ kinh hoặc là cuối kỳ kinh đến thì họ xem, thì có khi họ long ra. Đấy, nhưng tức là nếu mà nó hé, tức là nó bán dính đi, tức là bán, mình nói như nào, gọi là bán, nó khép lại chặt quá ấy, thì đến đợt sau vào cái đầu kỳ kinh hoặc cuối kỳ kinh nó sẽ, thông thường là cổ tử cung nó hé mở. Và người ta sẽ lựa vào cái lúc đấy là người ta sẽ nong nó và để người ta đặt vòng, đúng không? Thì mình đang đợi vậy chứ biết làm nào. Nhưng mà ý cháu muốn hỏi là nếu cái nong đấy thì làm ảnh hưởng gì không? Đúng ở những cái bệnh viện của tỉnh có được không, hay là mình lên trung ương ạ? Được, cái nong đấy nó cũng đơn giản thôi. Mình đến bệnh viện và khoa sản của bệnh viện, đúng không?
Ừ, nó cũng đơn giản thôi, nó không phải là phức tạp lắm. Cho nên là làm tại đấy cũng được, nhưng mà chỉ lưu ý là từ giờ đến lúc đấy là mình chú ý cái việc vệ sinh ấy. Vệ sinh bộ phận sinh dục ấy, để làm sao mà tránh cái viêm nhiễm đi. Đừng để cho nó viêm nhiễm thì cái nguy cơ nó bị dính ấy, nó sẽ tăng lên. Và tháng sau thì cũng phải đi luôn. Em vẫn đến khám ở cái bệnh viện mà em đặt vòng gì? Không ạ, tại vì cái bệnh viện ngày xưa đấy là bây giờ người ta không làm, không hoạt động. Phòng khám hay bệnh viện? Ngày xưa cái bệnh viện đấy bây giờ người ta thay đổi rồi. Đi là đến chỗ khác. Thế thì tìm một cái nơi mà nó chuyên khoa đàng hoàng một chút để người ta chẩn đoán cái việc viêm nhiễm ấy. Nhá. Nếu mà thực tế nếu mà cũng đang viêm thì người ta cũng có thể rằng là cho một cái liệu trình kháng sinh dự phòng, tức là từ trước đấy đi xong người ta đặt. Bởi vì cái thủ thuật đặt vòng nó cũng không phải là khó khăn lắm. Hoặc là người ta đợi cho một đợt kháng sinh thì rồi người ta mới điều trị. Thế nếu mà em có điều kiện thì bây giờ em có thể đi khám phụ khoa, nó đơn giản mà. Thì em khám lại xem cái tình trạng của tử cung của mình như thế nào. Và em hỏi rằng là tôi ở chỗ nào đấy, hoặc là em đến cái bệnh viện mà em định đặt vòng đi. Vâng. Thì hôm nay cháu vừa đi thì bác sĩ bảo nó kiểu là nó bị treo hay là nó lệch đi đâu ạ? Cổ tử cung nó lệch đi đâu ấy hả? Dạ vâng. Thế xong bác sĩ bảo sao? Thì đây thì đơn giản thì lại cũng chỉ bảo là thì thôi thì cũng cho uống thuốc, xong là bảo để đến hôm hãy đến kỳ kinh mới xem nó có cái kinh không, xong là để người ta cũng lại chỉ đến chỗ khác, vì cái chỗ này người ta cũng chuyên môn của người ta không được cao, thì người ta bảo là đến chỗ đến tỉnh thì hôm sau người ta sẽ xem cho kỹ hơn, chứ còn người ta cũng không. Vậy thì bây giờ nếu như mà bạn có điều kiện, có thời gian ấy, thì mình lên luôn Hà Nội đi. Vậy là bây giờ sẽ lên trước khi kỳ kinh hay là ta đợi kỳ kinh đến? Thì mình đi khám thôi đã. Coi như mình đi khám phụ khoa nhá. Thế và để xem cái chẩn đoán nó là như thế nào, nó là viêm hay nó là lệch, hoặc là nó là như thế nào, cái tình trạng của cổ tử cung. Và người ta có cái chỉ định điều trị cho bạn sớm ấy, xong rồi hẹn cái ngày đặt vòng. Thế và nhớ rằng nếu mà mình muốn tránh thai thì trong cái thời gian này mình phải áp dụng một biện pháp tránh thai khác nhé. Dạ vâng. Rồi xin cảm ơn bác sĩ, xin chào bạn nhé. Chúc bạn có một sức khỏe thật tốt. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thành phố Vũng Tàu. Alo, Vũng Tàu đâu ạ? Alo ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì vậy? Câu hỏi của em là nếu như mà yêu mà bị hai gia đình em cấm thì phải làm thế nào ạ? Nói cụ thể hơn đi. Tức là câu chuyện của em là em có quen một bạn ở hội ở một cái nhóm mà nhóm đấy là nhóm khuyết tật á, tại vì bọn em là người khuyết tật, nhưng mà em có quen bạn đấy và bạn ấy và em ở khá xa nhau, bạn ấy thì ở Lai Châu còn em thì là ở Vũng Tàu, mà em thì là người khuyết tật còn bạn ấy thì là người khiếm thị. Bây giờ thì gia đình em thì bạn ấy thì muốn gặp em, nhưng mà gia đình em thì lại không đồng ý. Gia đình bạn ấy thì lại muốn gặp em. Bạn đây là khuyết tật gì vậy? Dạ em bị khuyết tật ở chân. Tức là không đi lại được? Dạ đi lại được nhưng mà không được bình thường. Thế bây giờ là bạn muốn ra Bắc à? Để đến gặp anh ý à? Hay là anh ý muốn vào Nam để gặp bạn? Bạn ấy muốn vào để gặp em nhưng mà gia đình của em không đồng ý ạ. Rồi, còn gia đình của bạn ấy thì đồng ý rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Anh ta thì khiếm thị, thế là không nhìn thấy cái gì luôn à? Dạ đúng rồi. Là người mù đúng không? Dạ đúng rồi. Còn bạn thì chân tay vẫn đầy đủ nhưng chắc là tập tễnh à? Nói chung là nó là kiểu... không phải là tập tễnh mà kiểu là nó sẽ bị cong hai cái đầu gối khi đi ạ. Thế có phải đi nặng không? Dạ không ạ. Rồi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hai bạn bao nhiêu tuổi rồi? Bạn ấy thì 26 còn em 21 ạ. Chưa gặp nhau bao giờ thì đã nhìn ảnh nhau chưa? Dạ tất nhiên là anh ấy thì không thể nhìn được rồi đúng không? Thế alo gọi điện cho nhau chưa? Dạ rồi. Rồi. Thế là quen nhau được mấy tháng rồi? Dạ gần một năm ạ.
gần một năm nay, quen qua cái nhóm của những người khuyết tật đúng không? Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi, chào em gái Vũng Tàu đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Ừ, em gái Vũng Tàu, sức khỏe của em thế nào? Đi lại tốt không? Có làm ăn gì hay ngồi một chỗ bố mẹ hầu hả? Dạ không, em vẫn có thể làm việc nhà và vệ sinh cá nhân được ạ. À, tự lập được đúng không? Vệ sinh cá nhân, tắm rửa được. Và mình cũng có thể nấu cơm, đi chợ, quét nhà, dọn đồ được đúng không? Em nhìn ảnh cái anh kia đẹp không? Tất nhiên là mắt thì đeo kính rồi đúng không? Trông được không? Trông anh được không? Được. Anh chắc anh cũng khéo nói đúng không? Hai đứa chat chít với nhau ở trên mạng rồi, rồi chắc là không phải là lần đầu gặp là đã nảy sinh tình yêu ngay. Chắc là quý mến nhau rồi nói chuyện nhiều đúng không? Chắc anh cũng khéo nói hả? Anh ấy bị khiếm thị, anh ấy tình trạng thế nào? Có người khiếm thị tuy ở Sơn La nhưng mà ra Hà Nội hoặc là đi khắp nơi để biểu diễn nghệ thuật này, hoặc là đi bấm huyệt làm trong cơ sở bấm huyệt massage này, hoặc là đi, tóm lại là cũng gọi không ngồi một chỗ đâu, vẫn đi kiếm ăn được, vẫn tự nuôi sống bản thân mà có cuộc sống bình thường. Thậm chí người ta cái việc đi lại là cũng không quá khó khăn, không thèm cầm gậy, người ta đi phăng phăng ấy, theo thói quen ấy. Thế thì anh ấy, tình trạng của anh thế nào? Anh ấy là đi khắp, đi làm đoàn á. Đi gì? Đi làm đoàn ạ. Đi làm đoàn là cái gì? Là đi hát rong. Có cái đoàn ca múa nhạc gì đấy của hội người khuyết tật đúng không? Xong anh đi theo đoàn, biểu diễn khắp nơi đúng không? Thế cũng được đấy. Cũng tất nhiên là trong hoàn cảnh của mình cả đôi bên cũng khó khăn mà như thế là cũng tạm được rồi. Em ban nãy có hỏi một câu rằng nếu mà bố mẹ mà không đồng ý cho hai đứa yêu nhau thì phải làm thế nào, một câu trả lời cực kỳ khó. Bởi vì trong cái hoàn cảnh của em, thứ nhất là hai đứa hoàn cảnh đều khó khăn, thứ hai là lại yêu xa, Vũng Tàu với lại Sơn La, thì thật ra để mà đến với nhau cũng người thường cũng còn thấy ngại. Thế thì rồi đôi bên bố mẹ sẽ thấy có ý kiến là cũng đúng, đặc biệt là bố mẹ em mới có 21 tuổi đầu, chưa đi đâu bao giờ, bây giờ lại lấy một anh khiếm thị, lại người ngoài Bắc, chắc chắn lại phải đi ra ngoài đấy ở với nó. Thế xong rồi nó lại đi biểu diễn suốt ngày, con gái mình lại ngồi ở nhà để chờ chồng, chẳng lẽ lại đi cùng với chồng. Thế rồi thứ muôn vàn khó khăn ở trong đấy, thì bố mẹ thương, bố mẹ chiều, có khi đấy là mình chỉ giúp được cái việc nhà thôi, còn những việc nặng là bố mẹ, mà mẹ cứ bảo để đấy mẹ làm sao được đúng không? Đấy, thế mà bây giờ đi làm dâu thì rồi mà lại tất nhiên là đồng không ạ. Nhưng bây giờ thế này, các em cứ làm từ từ. Thứ nhất là duy trì, nếu thực sự là yêu nhau thật sự thì duy trì cái mối quan hệ này. Không nhất thiết là mẹ em không đồng ý đâu, thôi bỏ nhau nhé, hay là bố anh cũng không đồng ý, chúng ta chia tay nhau đi. Mình cũng lớn rồi, cũng chả cần phải thế. Cái việc thứ hai là anh ấy là người đi lại được, mà mình cũng không có quá khó khăn. Muốn gặp nhau cứ gặp nhau, chứ việc gì mà cứ phải hỏi ý kiến bố mẹ. Anh ấy đi theo đoàn biểu diễn nghệ thuật được thì anh ấy có tiền, anh mua vé máy bay. Nếu không có đủ vé máy bay thì nằm giường nằm từ Sơn La vào trong thành phố Hồ Chí Minh, trong từ thành phố Hồ Chí Minh đi tiếp Vũng Tàu, rồi sau đấy vào đấy hẹn alo gặp nhau một cái gì đó với nhau. Ít nhất là phải gặp nhau đi đã. Xong rồi mừng tuổi cầm chân cầm tay nhau chia sẻ nhớ lắm thương nhiều, rồi mình bàn kế hoạch để tiếp. Biết đâu anh ấy với cái việc mà hát hò của anh ấy thì không nhất thiết là đi đoàn của Sơn La vào trong Sài Gòn, cũng đầy ở thành phố Hồ Chí Minh cũng rất là nhiều những cái hội cơ sở cho người khuyết tật, kể cả ở Bà Rịa Vũng Tàu cũng rất là tốt. Mình có năng lực thì ở đâu chả làm ăn được. Thế xong rồi dần dần thì mình mới đưa anh ấy về nhà, mình giới thiệu bố mẹ đây, anh ấy đây, trông thì đúng là người khiếm thị nhưng mà cũng chẳng đến nỗi nào, có công ăn việc làm và cao giáo sáng sủa đẹp trai, lại rất là có gọi là giao tiếp tốt, và cũng là người đi làm suốt trong Nam ngoài Bắc có thu nhập. Thì bố mẹ nhìn thấy nhờ không đến nỗi gì, thôi được, thế thì tạo điều kiện. Thế rồi thậm chí mình còn bàn với nhau cái việc rằng là không nhất thiết là
là em phải ra Bắc làm dâu, biết đâu lại ở trong đó luôn, hoặc là hai đứa còn dắt tay nhau đi lên thành phố Hồ Chí Minh, việc của anh làm, việc của mình làm, mình có thể phụ bán quán cà phê, mình có thể trông ở cửa hàng tạp hóa, siêu thị gì đó. Đấy, tất cả cái đó sẽ bàn sau nhá. Nhưng mà duy trì tình cảm, mối quan hệ này này, thế xong rồi bàn từng bước, gặp nhau rồi sau đấy đã gặp được nhau rồi thì bàn tiếp là sẽ ở đâu và chúng ta nếu thương nhau thì sống như thế nào. Khi tất cả cái mọi vấn đề mà chúng ta thông rồi thì ta trình bày với bố mẹ sẽ sẵn sàng đồng ý tạo điều kiện cho ngay. Biết đâu lúc ấy gặp anh ấy thì cũng dễ thương, bố mẹ bảo thế cháu có vào trong này được không, thế có thích ở rể không, có muốn đây, chứ còn bác chỉ có mỗi cô con gái, bác không muốn cho nó ra ngoài đó đâu. Cậu kia thì bảo ok, thế biết đâu nhờ nhá. Rồi, bạn đã nghe rõ rồi chứ? Xin chào bạn nhé. Chúc bạn luôn luôn gặp nhiều điều may mắn và hạnh phúc nhé. Dạ, cảm ơn chương trình ạ. Dạ vâng, xin chào bạn. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Toàn.